chương 21 Diệp hành Phong Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hắn hiện tại cần nhất làm, chính là nghĩ biện pháp, lặng yên không tiếng động đem minh nam hy thần độ không gian đoạt tới tay. Còn có chính là tìm xem có đồ vật gì, có thể tước đoạt rơi mất thiên hoàng thần thể của minh nam hy, bây giờ không được, sẽ phá hủy nàng thần thể. Lục thiên túc không phải thánh mẫu, tỷ tỷ của hắn là trùng phản diện, song phương vốn là số mệnh chi địch hắn không thể nào giống như Minh Nam Hy lòng dạ đàn bà, trong lòng còn có nhân từ. Ở địch ta đối lập dưới cục diện, lòng trắc ẩn, kiên kỵ nhất. Mở ra hệ thống, kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính cá nhân, bởi vì trước kia vì cho Bạch Lân tìm công pháp, bỏ ra 30.000 điểm trưởng thành, phong vân kiếm 10.000 điểm, nhưng cũng may còn có không ít. Vô cực đại lão dưỡng thành hệ thống tôn chỉ. Nuôi dưỡng túc chủ trở thành vô cực đại lão, nghiền ép thế gian hết thảy túc chủ. Lục thiên túc tuổi tác. 8 tuổi lẻ 4 tháng thiên phú. Mát cấp tu vi cấp bậc Khai linh tam trọng thể chất. Thiên hư đại đạo thể, tiên thiên hỗn độn thể huyết mạch. Cực hoang đại ma thần huyết mạch, chư thần chí tôn huyết mạch công pháp. Thiên hư thánh pháp quyển thứ nhất, tiểu thành, hỗn độn kiếm quyết quyển thứ nhất, đại thành, luyện hồn thần quyết, cực cảnh, võ kỹ thần thông. Hư không độn, đại viên mãn, ẩn tức thuật, đại viên mãn, ngự kiếm thuật, đại viên mãn, u minh vô tương thuật, đại viên mãn, uy hiếp pháp khí. Thiên Long kiếm, hư không cổ hạm điểm trưởng thành. 262.900 điểm bảo khố. Hỗn độn nguyên quả 2, huyền giai cực phẩm liệu thương đang 10, huyền giai cực phẩm pháp khí phệ hồn thương, thiên giai hạ phẩm bảo y, nghe thường vũ y quần, địa giai cực phẩm giải độc đang 20, thường quy phần thưởng sinh hoạt vật dụng hàng ngày vô số tọa kỵ, khế ước giả, linh sủng. Nguyệt khiếu, bạch lân, xích diễm hổ. Trước mắt mục tiêu nhân vật. Minh Nam Hy mục tiêu tài liệu giới thiệu. Minh Nam Hy. Nữ, 16 tuổi. Tu Vi. Nhập linh cảnh tam trọng, trước người Tu Vi biểu hiện là trúc cơ cảnh nhất trọng. Thân phận. Thượng cổ Minh Gia Đích Mạch Con Thứ Tam Tiểu Thư, đến từ địa cầu người xuyên Việt, lính đánh thuê vương. Bàn tay vàng, thần đồ không gian, thần cấp không gian pháp khí, thiên hoàng thần thể người sở hữu, cửu phẩm thiên phú tu luyện, thông hiểu toàn thư kịch bản. Thiên mệnh đáng giá, 10 vạn điểm, cao nhất thiên mệnh đáng giá, đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu trần còn có 262.900 điểm, hệ thống, siêu trường ký rút thưởng. Hy vọng có thể mở ra, có thể giải quyết minh nam hy thiên hoàng thần thể đồ vật đi trong lòng lục thiên túc yên lặng chờ mong. Khấu trừ 500 điểm trưởng thành, siêu trường ký cầu nguyện rung ký bên trong, mời túc chủ chờ một lát. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lục thiên túc. Bà mẹ nó. Ai? Tiếp tục tiếp tục. Khấu trừ 500 điểm trưởng thành, siêu trường ký cầu nguyện rung ký bên trong, mời túc chủ chờ một lát. Kẹp ở cảm ơn hân hạnh chiếu cố không thành được. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Thiên Túc. Phốc. Trở lại. Khấu trừ 500 điểm trưởng thành, siêu trường ký cầu nguyện rung ký bên trong, mời Túc chủ chờ một lát. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ta tới ngươi đại gia, trở lại. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Trở lại. A a a a, hệ thống ngươi có thể hay không đừng lại lừa ta, khi dễ ta đột nhiên phất nhanh sao? Ô ô, trở lại. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố trở lại. Trở lại. Trở lại. Sau nửa canh giờ, đinh. Chúc mừng Túc chủ rút trúng Thái Sơ Tổ Hoàng Thể. Thái Sơ Tổ Hoàng Thể có thể dung hợp thế gian tất cả hoàng tộc, phượng tộc, hỏa tộc, huyết tộc đời huyết mạch gần người chất, không phải hạng cấp bậc đều có thể dung hợp, không có tổn thất. Đặc điểm: Có Thái Sơ Tổ Hoàng Thể, tự sinh Thái Sơ đạo hỏa, thiêu vạn vật, ít có nghịch người. Đinh. Hệ thống đang vì túc chủ dung hợp Thái Sơ Tổ Hoàng Thể. Đinh. Thái Sơ Tổ Hoàng Thể dung hợp thành công. A-a-a à, 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 262.900 điểm trưởng thành, cũng chỉ còn lại có 61.300 điểm, ô-ô-ô ta lại nghèo. Lục Thiên Túc đơn giản khóc, quá hố cha. Thái Sơ Tổ Hoàng Thể, tạm được, chính là tên có chút quá nương. Ai chấp nhận lấy dùng đi, có thể đối phó Minh Nam Hy là được. Lục Thiên Túc chú ý điểm, căn bản không có trên thái sơ tổ hoàn thể. Hắn còn chú ý đến hắn điểm trưởng thành lại bay. Hệ thống. Nhìn một chút, cái này nói chính là tiếng người. Quả nhiên là mê tiền túc chủ không sai. Túc chủ, thái sơ tổ hoàn thể, ở trong thương thành hối đoái giá tiền là 50 ức điểm trưởng thành. Hệ thống ý tứ là được, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẻ. Chỉ là mười mấy vạn điểm trưởng thành, Rút được 50 ức đồ vật, nằm mơ đều nên vụn trộm nở nụ cười. Gì? 50 ức? Thật hay giả? Lục Thiên Túc có chút kinh ngạc, cũng không phải hoài nghi hệ thống lừa hắn, mà trong lòng cảm thấy hơi khó tin. 50 ức A à, quá kinh khủng đi. Cúng quyết ấn mở hệ thống thương thành, phát hiện thương thành còn ở trên khóa. Lục Thiên Túc Hệ thống thương thành này lúc nào mở ra? lục thiên túc sụp đổ mặt cũng còn không có mở ra một trăm vạn điểm trưởng thành có thể mở ra hệ thống thương thành ngươi lợi hại lục thiên túc lắc đầu một cái đóng lại hệ thống giao diện không thèm đế ý hệ thống hệ thống túc chủ giới này tốt ngạo kiều a lục thiên túc thối lui ra khỏi hệ thống sau đó tiếp tục ngồi ở thượng tiên cung trên bệ đá phất tay huyển hóa ra một mặt kính tượng tín tượng bên trong lộ ra được minh nam hy nhất cử nhất động vậy là cái gì hồn niệm lóe lên lục thiên túc thần thức trở về trong thân thể mở hai mắt ra thấy trong tay minh nam hy một bộ bức họa trong đầu còi báo động vang lên không được đây là nàng thần độ không gian không đợi lục thiên túc kịp phản ứng minh nam hy đem lục thiên túc thu vào thần độ không gian tiểu gia hỏa xin lỗi ta nhất định làm như thế nếu không ta chơi không lại tỷ ngươi a à, ta mặc dù là nhân vật chính nhưng tỷ ngươi là số mạng ta đại địch không thể khinh thường chỉ có lấy ngươi làm làm mồi dụ mới có thể để cho tỷ ngươi cam tâm tình nguyện nhảy vào hố lửa minh nam hy đem lục thiên túc thu vào thần đồ không gian sau đó trong miệng thì thào nhỏ nhẹ trong mắt dường như không đành lòng một lát sau trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng tiểu thư đã xong thả ra lục thiên túc ở trong tay chúng ta tin tức tin tưởng lục thiên tuyết kia rất nhanh sẽ nghe tin chạy đến cứu nàng đệ đệ lúc này một vị nam tử áo đen tức giận xuất hiện trước mặt minh nam hy cúi đầu quỳ xuống mười phần cung kính nhưng nếu xem kỹ còn có thể thấy được nam tử đáy mắt cái kia lóe lên một cái biến mất ái mộ chi ý ừm ngươi lui xuống trước đi đi minh nam hy giơ lên xuống tay phai nhạt tiếng nói rõ nam tử tên là diệp hành phong là trường thanh thánh địa thái thượng trưởng lão cháu, cũng là trường thanh thánh địa thánh tử người dự bị. Một tháng trước người bị thương nặng bị Minh Nam Hy cứu, về sau bị Minh Nam Hy dung nhan tuyệt thế cùng vô thượng tại tình chiết phục, thật sâu lâm vào trong đó, cam tâm lấy thuộc hạ thân phận, theo đuổi ở bên người Minh Nam Hy, chỉ cầu có thể nhiều đến gần Minh Nam Hy một điểm. Minh Nam Hy thấy đi xa Diệp Hành Phong, khẽ nhíu mày, sau đó thở dài. Diệp Hành Phong ở trong nguyên thư, cũng là Minh Hi Nữ Đế hậu cung nằm chính một trong đáng tiếc nàng là thế kỷ 21 xuyên qua tới Minh Nam Hy không phải lúc đầu Minh Nam Hy nàng cứu được dịp Hành Phong chẳng qua là thuần tây cũng không phải là có ý khác Minh Hi Nữ Đế là Minh Hi Nữ Đế nàng là nàng Minh Hi Nữ Đế nói trắng ra là chính là cái thực lực cao cường kỹ nữ thôi bởi vì trong nguyên thư Minh Hi Nữ Đế có hơn 3.000 cái nam nhân so với năm nhiều lần văn bên trong ngựa giống Nam chính còn buồn nôn. Minh Nam Hy Nàng là thế kỷ 21 mới phát nữ tính, loại nước này tính dương bỏ ra sự tình, nàng còn làm không ra ngoài. Trên địa cầu thi hành nhiệm vụ, bị bạn tốt phản bội, sau khi chết linh hồn đã xuyên qua đến cái này kêu dị vũ đại lục thế giới, thấy được sắp gặp tử vong Minh Nam Hy, nàng lựa chọn đoạt xá. Cho đến đoạt xá thành công, nàng mới biết nàng xuyên thấu trong một quyển tiểu thuyết mà quyển tiểu thuyết này nàng kiếp trước trên địa cầu vừa vặn nhìn qua tên sách liền kêu Minh Hi Nữ Đế nàng cũng không nghĩ tới nàng đoạt xá đối tượng lại là lúc đầu trong sách Đại Nữ Chủ nhưng sự thật đã định nàng chỉ có thể tiếp nhận cùng Thiên Dụ Hoàng Triều Lục Thiên Tuyết đấu là trong sách xỏ xuyên qua toàn văn chủ tuyến cho nên nàng thiết kế Lục Thiên Tuyết khiến Lục Thiên Tuyết theo mình đòn khiên chỉ có như vậy sách kịch bản tài năng đi lên quỹ đạo chính, đối với nàng biết được toàn kịch bản mà nói, mới có chỗ tốt. Ngay từ đầu lục thiên tuyết cùng mình. Không có như thế không chết không thôi, đều bởi vì vài ngày trước. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Lục không túc khắc hóa nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngày ấy, Minh Nam Hy bởi vì nhất thời lỡ lời, nói một câu. Lục Thiên Túc cho dù không bị giặc cướp giết con tin, cũng có thể là sớm đã bị giả thú ăn. Hai tử nhỏ như vậy, bị người ta mang đi đã lâu như vậy về sau, mặc nhiên không có hạ lạc, hơn phân nửa chính là không có. Nàng cũng chỉ nói là trong lòng nói, ai có thể nghĩ tới bị lần thứ hai đi ngang qua thiên đốc thành lục thiên tuyết nghe đi từ trước đến nay sủng đệ cuồng ma tỷ tỷ như thế nào nghe được như thế ngôn luận. Thế là theo Minh Nam Hy đánh lên. Lục Thiên Tuyết, hiện tại siêu nhiên đại thế lực người, ai không biết thiên dụ hoàng triều các ngươi tiểu hoàng tử bị người xấu ép buộc. Nam Hy chỉ có điều nói để đệ ngươi một câu, ngươi liền không buông tha, có cần phải. Ngươi ngậm miệng, dịp hành phong ngươi cái này liếm lấy chó, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Minh Nam Hy tiện nhân này lại dám nguyền rủa đệ đệ ta, nàng phải chết. Diệp Hành Phong vì duy trì Minh Nam Hy, ra tay giúp bảo vệ, hoàn toàn chọc giận lục thiên tuyết. Nói đến đây là cùng không đề cập một nguyên nhân khác. Thiên dụ Hoàng Triều Bác Công Chúa, thổi nhỏ cùng Nam Hoang Trường Thanh Thánh Địa, Thái Thượng Trưởng Lão Tôn Diệp đi gió có hôn ước. Thiên gia gia chủ ngàn trong sáng, cùng Nam Hoang Trường Thanh Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Lá Lỗ, lúc tuổi còn trẻ cùng chung hoạn nạn qua, vẫn là bạn tri kỷ mặc dù bờ biển cách xa nhau nhưng thiên diệp hai nhà vẫn là thương định kết quan hệ thông gia chuyện này là chúng đại thế lực đều biết vì hôn phu ở loại này trước mắt thiên vị minh nam hy trong lòng lục thiên tuyết như thế nào dễ chịu mặc dù nàng đối với diệp hành phong cũng không tình cảm nhưng việc quan hệ hoàng gia mặt mũi cùng tự thân thể diện lục thiên tuyết liền muốn tăng thêm cừu hận minh nam hy trải qua tranh chấp sau đó lục thiên tuyết cũng lại không ngăn cản tức miệng mắng to minh nam hy ngươi tên tiện chủng này có tư cách gì cùng bổn công chúa nói công lý chỉ là thứ nữ mẫu thân thân phận đều tới lịch không rõ cho là có mấy phần sắc đẹp cùng thiên phú tất cả mọi người liền phải xoay quanh ngươi sao nằm mơ ấn lời giải thích của minh nam hy lục thiên tuyết phen này giải thích cũng không sai còn sống trong mắt người minh nam hy mẫu thân quả thực lại lịch không rõ minh nam hy cũng đích thật là thứ nữ nhưng những lời này minh nam hy nghe tới lại không ngừng được phẫn nộ đúng vậy a à, nào có cái gì đạo lý có thể nói đây có mấy lời mặc dù là lời nói thật có thể nói đi ra khác biệt rồng có vẫy ngược chạm vào tức tử lục thiên túc là lục thiên tuyết nghịch lân minh nam hy xuất thân là vẫy ngược của nàng hai người không ai nhường ai trận tranh phong kia lục thiên tuyết không nhường chút nào minh nam hy từng bước ép sát hai người đánh cho đã xảy ra là không thể ngăn cản thời khắc máu chốt dịp hành phong đánh lén xuất thủ đã thương nặng lục thiên tuyết lục thiên tuyết ôm hận thoát đi trận tranh đấu này minh nam hy chiếm thượng phong nhưng cũng tâm tình phẫn hận vô cùng cũng là ngày đó nàng cùng lục thiên tuyết hoàn toàn không chết không thôi như là đã đối mặt ta chỉ có thể một con đường đi đến đen lục thiên tuyết lần này ngươi phải chết minh nam hy trong mắt ngoan sắc hiển thị rõ cũng rốt cuộc nhất định tâm thần đồ không gian bên trong lục thiên túc nửa cái đầu đâm vào trong đất hai cước hướng ngay lung la lung lay hồi lâu mới từ trong đất đem mình rút ra đáng chết nữ nhân xấu trực tiếp đem ta ném vào tới té chết ta ôi cho ăn lão tử cái cổ lão tử eo a t đau chết đau chết lục thiên túc cắn răng nghiến lợi đau đến gọi thẳng hô co rút đau đớn dáng vẻ giống như táo bón khó coi đứng lên vặn vẹo uống éo eo chỉnh ngay ngắn cái cổ lục thiên túc im lặng tỉnh táo lại cẩn thận đánh giá bốn phía nơi này cũng là thần đồ không gian thấy giống như trống không vùng đồng nội vùng núi xa xa còn có cao vút trong mây sơn phong tháp cao cổ lâu thác nước đây là hồng mông tử khí mẹ kiếp thật đúng là quả nhiên không hổ là thần cấp không gian pháp bảo, thần đồ không gian, hắc hắc, ta coi trọng ngươi. Lục Thiên túc tuét miệng cười tà, không tìm được trước kia khó mà nói, hiện tại nếu Minh Nam Hy đem hắn đưa vào, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, coi như trách không được hắn đi Minh Nam Hy, hy vọng ngươi trong lòng năng lực chịu đựng đủ mạnh. Tiểu cửu Tiểu cửu Tiểu cửu là ngươi sao? Ngươi nào? Ai nói chuyện? Đột nhiên truyền đến âm thanh, sợ đến mức lục thiên túc bỗng nhiên vọt tới nơi này chẳng lẽ còn đang đóng người khác không đúng thanh âm này thế nào như vậy quen tai giống như là ngũ hoàng huynh ta là lục thiên túc ngươi là năm lục thiên túc sau khi trả lời không xác định hỏi một câu mặc dù không xong kết luận nhưng hắn cảm thấy chủ nhân của thanh âm cực kỳ giống ngũ hoàng huynh lục thiên tiêu hắn xuyên qua tới sau đó còn không thấy qua thân nhân nhưng không trở ngại hắn đối với bọn họ quen thuộc. thật là tiểu cửu ngươi, quá tốt, ta là lục thiên tiêu, ngươi ngũ hoàng huynh a, à, ta rốt cuộc tìm được ngươi. chỉ có điều, đối với tiểu cửu, ngươi thế nào lại ở chỗ này? chẳng lẽ ngươi cũng bị nữ nhân kia bắt sao? nguyệt khiếu đây hắn thế nào không có ở bên cạnh ngươi? trong hư không lần nữa truyền đến lục thiên tiêu tiếng vui mừng, chỉ có điều âm thanh lộ ra rất hư nhược, giống như là bị thương rất nặng nói cũng từ vui mừng chuyển thành nghi ngờ, cuối cùng mang tới phẫn nộ. Ngũ Hoàng Huynh, ngươi bị thương. Lục Thiên Túc mày nhăn lại, sắc mặt lạnh xuống. Ai? Tiểu cửu, Nam Hoang Minh Gia Minh Nam Hy này, không đơn giản, nàng mặt ngoài thấy chẳng qua là trúc cơ nhất trọng tu vi, thật ra thì đã nhập linh cảnh tam trọng, thực chiến càng là lợi hại. Lục Thiên Tiêu thở dài, trong lời nói tràn đầy cảm giác bất lực. Trong lời nói vẫn chưa thỏa mãn, suy tính đến lục thiên túc tuổi tác còn nhỏ, dường như có chút cố kỵ, không muốn nói tiếp. Ngũ Hoàng Huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi sẽ bị Minh Nam Hy nhốt trong này, ngươi thành thật nói đi, không cần cố kỵ, ta đều bị bắt tới, Ngũ Hoàng Huynh chẳng lẽ không muốn biết tại sao không? Lục Thiên Túc cũng biết, Lục Thiên Tiêu nói đến một nửa trầm mặt, vì bảo vệ mình, không muốn để cho mình dính tới nhiều lắm. Thế nhưng là hữu dụng không? Hắn đã không phải lúc đầu Lục Thiên Túc, hắn không phải tiểu hài tử. Nửa tháng trước, ta thừa tiểu hắc dẫn đầu đi tới Nam Hoang, mới vừa tiến vào Nam Hoang cảnh nội, bị Minh Nam Hy nữ nhân kia khống trụ. Nàng giết tiểu hắc của ta, rút nhà ta tiểu hắc gân rồng, lột trồng lân, tiểu hắc vừa lột xác thành công Long Châu, cũng bị nàng đào, nói là lấy ra luyện đang dược gì. Sau đó còn đem ta thu vào không gian này bên trong, giam cầm trong hư không, cho nên ngươi bây giờ nhìn không tới ta. Chẳng qua ta nghe được nàng và Diệp Hành Phong nói, trong cơ thể ta có đặc thù huyết mạch, sau đó đối với Minh Nam Hy thể chất hữu dụng, cho nên đây cũng là nàng không có nguyên nhân giết ta. Lục Thiên Tiêu vừa nói, một bên nhớ lại nửa tháng trước thê lương. Phẫn hận được hai mắt đỏ bừng. Trong lòng rỉ máu, tiểu hắc dao của hắn, từ hắn ra đời khế ước trong người, cùng hắn cùng nhau lớn lên, giống như thân nhân đồng bạn. Lại không nghĩ rằng, gặp loại độc này tay hắn hận không thể đem minh nam hy nữ nhân kia, thiên đao vạn quả. Thế nhưng là hắn thiên phú tu luyện cũng không tốt như vậy, bây giờ 25 tuổi, mới nhập linh cảnh ngũ trọng, so với tám hoàng mùi, kém cách xa vạn dặm. Minh Nam Hy kia lấy nhập linh cảnh tam trọng, toàn thắng mình nhập linh ngũ trọng. Phản kháng trở thành xa xỉ, chỉ có thể nhận mệnh bị giam cầm ở đây. Lâm vào phẫn hận nhớ lại lục thiên tiêu không có chú ý tới, phía dưới lục thiên túc biểu lộ đã chìm như màu mực. Minh Nam Hy Ngươi rất tốt. Vốn cho rằng ngươi chẳng qua là động tỷ tỷ của ta, không nghĩ tới ngươi thế mà còn giam cầm hoàng huynh ta, vì một đầu dao lông. Ha ha! Ai nói nhân vật chính là chính nghĩa thiên sứ? Ai nói, cho lão tử đứng ra? Cái này kêu chính nghĩa, cái này kêu chính phái. Thế nhân có phải hay không đối với chính phái có cái gì hiểu lầm? Kiếp trước đọc tiểu thuyết, hắn cũng là tự động thay vào nhân vật chính thân phận đi xem cho nên rất nhiều trong sách nhân vật chính phạm vào sai nhân vật chính giết người đều bị một cách tự nhiên tẩy trắng nói cái gì mạnh được yếu thua thế giới vì sinh tồn bây giờ làm nhân vật phản diện một phương trong lòng lục thiên túc đủ loại cảm giác nếu như thân là nhân vật chính chuyện làm sai chính là bất đắc dĩ chính là vì sinh tồn nhưng nhân vật phản diện một khi làm sai chính là tội ác tây trời là như vậy. Nếu như thế gian chính phản như vậy, thì phi như vậy, cái kia lục thiên túc hắn, đúng là không ngại đem cái này nhân vật phản diện vai trò, một làm đến cùng. Pháo hôi. Không phải, hắn không phải pháo hôi, tranh với trời, cùng mạng tranh giành lại như thế nào. Cái này cái gọi là chính phái, cái gọi là thiên mệnh, hắn không gì lạ. Thì phi quanh co, thật trọng yếu như vậy sao? Lục thiên túc không biết, vào giờ khắc này, tim hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hệ thống Túc chủ hắc hóa Bản hệ thống thế nào không tên có gan, nhà ta có mà sắp trưởng thành đã thị cảm. Đại Việt xuất chinh phạt tống Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 23 Huyết Long Quyên nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lục thiên túc biến hóa của tâm cảnh, thay đổi một cách vô tri vô giác quyết định, hắn sau này mỗi một bước. Thiên đốc thành, ngày ấp cát. Chủ nhân, đây là dịp hành phong đưa tới thiếp mời, tiểu điện hạ bị Minh Nam Hy bắt đi, nói ở huyết vân nhai đợi chủ nhân. Lục thiên tuyết khế ước thú lục vũ, bản thể là một con thần ưng, lúc này huyển hóa thành một vị hơn 30 tuổi nam tử áo đen, không người đợi trước mặt lục thiên tuyết vẻ mặt có chút lo lắng nói. Ta lựa chọn được. Tiểu cửu trong tay Minh Nam Hy, mặc kệ thật cùng giả, ta đều phải đi. Nhưng là, chủ tử. Lục Vũ muốn nói lại thôi. Lục Thiên Tuyết đưa tay lạnh nói. Không cần nhiều lời, chuyến này tất nhiên núi đau biển lửa, ta cũng không thể nào rút lui, đi thôi. Lục Thiên Tuyết không cho Lục Vũ tái xuất miệng cơ hội, bay thẳng hướng Minh Gia phương hướng. Lục Vũ bất đắc dĩ, hóa thành bản thể nhanh chóng đuổi theo tam ca là tiểu muội lục thiên trần và lục thiên vũ vừa chạy tới thiên đốc thành thấy được lục thiên tuyết bay hướng minh gia phía sau núi bóng người cái đó là huyết vân nhai phương hướng ách còn có khí tức tiểu cửu đáng chết minh gia suy nghĩ diệt tộc sao lục thiên vũ từ lẩm bẩm tiếng ép tới cực thấp nhưng trong lòng giống như núi lửa phun trào nổi cơn thịnh nộ vô cùng vẻ mặt đóng băng cả diện mục đều bởi vì trong lòng tức giận mà vặn vẹo không tưởng nổi quay đầu cực độ trịnh trọng nói với lục thiên trần đến nhanh lên đưa tin huyết pháp trưởng lão bọn họ khiến bọn họ lập tức chạy đến có thể muốn xảy ra chuyện nói xong lục thiên vũ không còn lưu lại thân hình lóe lên hóa thành quan ảnh cực nhanh xong về minh gia lục thiên trần kinh hãi tam ca sẽ không suy nghĩ diệt minh gia a à không tên rùng mình một cái hắn cảm thấy vừa tam ca biểu lộ lại không tầm thường lục thiên vũ vừa lẩm bẩm ngữ lục thiên trần không có nghe rõ ràng không phải vậy hắn khẳng định cũng sẽ nhịn không được không chần chờ nghe theo tam ca lời của lục thiên vũ lục thiên trần nhanh lấy ra đưa tin lệnh bài báo cho huyết pháp trưởng lão sau đó cũng phi thân chạy tới minh gia huyết pháp trưởng lão tứ hoàng tử nói cái gì vừa hạ xuống miễu vân thành huyết pháp trưởng lão nhận được lục thiên trần đưa tin sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi phía sau các vị trưởng lão thấy được huyết pháp trưởng lão vẻ mặt đại biến trong lòng kinh nghi không dứt tứ hoàng tử nói tam hoàng tử suy nghĩ diệt minh gia cái gì đi mau cùng đi lên huyết pháp trưởng lão việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo minh gia nhất định làm cái gì không thể tha thứ chuyện nếu không luôn luôn ôn tồn lễ độ tam hoàng tử, làm sao có thể như vậy? Không sai, đi. Huyết pháp trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không tên có chút lúng cuốn, hắn luôn cảm thấy xảy ra chuyện, hơn nửa chuyện còn không nhỏ. Huyết pháp trưởng lão vừa cùng tất cả trưởng lão phi tóc chạy tới Minh Gia, một bên âm thầm hướng về phía đông châu lục thần liệt phát đi tín hiệu. Minh Gia, phía sau núi, huyết vân nhai. Minh Nam Hy và Diệp Hành Phong hai người, bình tĩnh đứng ở huyết vân nhai đỉnh. Lặng lặng chờ đợi lục thiên tuyết tới trước phó ước. Nơi này là minh gia cấm khu, sở dĩ được xưng là cấm khu, bởi vì huyết vân nhai phía dưới, chính là huyết long nguyên. Huyết long nguyên là dị vũ đại lục thập đại cấm khu một trong, hơn nữa nghe nói là nguy hiểm nhất cấm khu. Người sống rơi xuống, thập tử vô sinh, cho dù cường giả linh hải cảnh, cũng chạy không thoát chết thảm vận rủi. Nàng đem lục thiên tuyết hẹn chỗ này, không tính toán khiến lục thiên tuyết sống thêm lấy đi ra, bao gồm lục thiên túc. Nàng không sợ đắc tội thiên dụ hoàng triều, bởi vì nàng sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Đoạn thời gian trước nàng cơ duyên xảo hợp bên trong, thu được một trương phi thăng lên phù, bóp nát về sau có thể trong nháy mắt đưa nàng mang đến vị diện khác. Thiên dụ hoàng triều cường đại tới đâu, cuối cùng chẳng qua là ở dị vũ đại lục hát hát thôi. Còn có thể quản đến vị diện khác đi. Dết lục thiên tuyết, nàng có thể toàn thân trở lui về phần minh gia nhất tộc sinh tử cùng nàng có liên can gì mặc dù nàng thừa nhận mình có chút kiếm tẩu thiên phong nhưng nàng chỉ có thể như vậy nàng không nghĩ lại làm từng bước nàng suy nghĩ rời đi trước thời hạn dị vũ đại lục đi hướng vị diện khác hơn nữa tiên giới nàng ông ngoại chính ở chỗ này trong nguyên thư tiên giới ông ngoại thế nhưng là đại nhân vật đi tiên giới nàng lập tức có đủ cường đại hậu trường đến lúc đó lông cánh đầy đủ, trở lại nửa nhất cử hủy diệt thiên dụ hoàng triều. Không thể không nói, Minh Nam Hi nghĩ rất chu toàn, thế nhưng là nàng đoán chừng thế nào cũng không nghĩ ra, thiên dụ hoàng triều tới người, không chỉ lục thiên tuyết một người. Minh Nam Hi lặng chờ trầm tư, lục thiên tuyết cũng chạy tới. Lạnh lùng nhìn Minh Nam Hi, trong mắt lục thiên tuyết sát ý phun trào. Minh Nam Hi, thả đệ đệ ta, chúng ta quyết nhất tử chiến lục thiên tuyết khai môn kiến sơn không có chút nào bảo lưu lại đây là huyết vân nhai nàng quyết định phó ước một khắc này liền làm xong không phải sinh ra tức tử dự định ha 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 lục thiên tuyết ngươi đúng là không sợ chết chẳng qua ta đột nhiên thay đổi chủ ý minh nam hy ngươi muốn làm gì lục thiên tuyết gấp nàng không sợ minh nam hy đối phó nàng nàng liền sợ minh nam hy cầm đệ đệ lục thiên túc khai đao tiểu cửu đệ tuyệt đối không thể có sự tình. Minh Nam Hy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào tài năng thả đệ đệ ta? Lục Thiên Tuyết cưỡng chế tức giận, thử hạ thấp tư thái, theo Minh Nam Hy đàm phán. Đáng tiếc Minh Nam Hy cũng không để ý đến nàng, chẳng qua là như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về sâu không thấy đáy huyết long uyên. Sau đó phất tay, đem Lục Thiên Túc từ thần độ không gian thả ra. Tiểu cửu Lục Thiên Tuyết thấy được Lục Thiên Túc, kinh ngạc hô. Hoàng tỷ. Lục Thiên Túc được thả ra trong nháy mắt, bị Minh Nam Hy nắm cổ dơ lên. Lục Thiên Túc trên mặt dị thường tỉnh táo, giống như bị bóp cổ không phải hắn. Thấy được mất tiếng khóc trống Lục Thiên Tuyết, dư quan liếc qua Minh Nam Hy, Lục Thiên Túc trong mắt lạnh sắc dần dần sâu. Âm thầm vận chuyển thái sơ tổ hoàng thể, lặng yên không tiếng động cắn nuốt lấy thiên hoàng thần thể của Minh Nam Hy. Hệ thống, đem Minh Nam Hy thần đồ không gian lấy đi, trước không nên xóa đi nạn khế ước lực lượng. Cần 50.000 điểm trưởng thành mới có thể lấy đi Minh Nam Hy thần đồ không gian là phủ định xác định sử dụng điểm trưởng thành tịch thu thần đồ không gian. Là hắn bây giờ không có lựa chọn, nhất định làm xong thần đồ không gian. Điểm trưởng thành không có có thể kiếm lại, mặc dù có chút thịt đau. Đinh Khấu trừ 50.000 điểm trưởng thành, thành công thu lấy thần đồ không gian. Còn lại điểm trưởng thành. 11.300 điểm. Hệ thống đem Minh Nam Hy thần đồ không gian đều lấy đi, Minh Nam Hy lại không phát giác gì, bởi vì lục thiên túc còn không chặt đứt, Minh Nam Hy và thần đồ không gian khế ước quan hệ. Chẳng qua, làm phía sau Minh Nam Hy phát hiện nàng thần thể không có, thần đồ không gian cũng không có, sẽ là tâm tình gì? À, Minh Nam Hy, ngươi không phải thích cường thủ hào đoạt vậy ta để ngươi cũng nếm thử, mất đi vô thượng trân bảo mùi vị. Trong lòng lục thiên túc lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào tình cảnh trước mắt mình. Lục thiên tuyết, không bằng chúng ta làm giao dịch đi, chỉ cần ngươi dám nhảy xuống huyết long nguyên, ta liền thả ngươi đệ đệ, như thế nào? Minh Nam Hy khóe miệng nằm lấy một ý vị thâm trường nở nụ cười, ngoạn vị nhìn chầm chầm lục thiên tuyết. Huyết Long nguyên. Lục thiên túc khó khăn ánh mắt, liếc nhìn trái phía sau, quả nhiên đứng thẳng một tấm bia đá, viết huyết vân nhai. Huyết vân nhai phía dưới, không phải là trong truyền thuyết, đại lục thập đại cấm khu đứng đầu huyết long nguyên sao. Nguy, trước kia không có chú ý tới bên người hoàn cảnh, hiện tại mới phát hiện, mình nằm hy thế mà đem phó ước địa điểm tuyển ở nơi này. Không phải, hoàng tỷ, ngươi đừng nghe nữ nhân này, nàng đang gạt ngươi. Lục Thiên Túc không nghĩ tới, Minh Nam Hy này đánh lại là cái này tính toán. Minh Nam Hy Nàng là muốn ngọc đá cùng vỡ. Không phải, sẽ không, nàng không dám điên cuồng như vậy, tuyệt đối có hậu thủ. Đúng, nàng còn có hậu thủ, rốt cuộc là cái gì đây? Lục Thiên Túc vội vàng trong đầu phân tích, Minh Nam Hy hậu thủ. Rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần nàng giết mình và tỷ tỷ, nàng sẽ tuyệt đối ở dị vũ đại lục không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí cả Minh Gia đều muốn hủy diệt. Ở dị vũ đại lục không tiếp tục chờ được nữa, nàng có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ? Đối với chính là như vậy. Vì diện khác. Ra dị vũ đại lục, nàng là có thể trời cao mặt chim bay, nếu như mình, giết người, ở bản thổ đại lục không tiếp tục chờ được nữa, trước tiên sẽ nghĩ tới rời khỏi dị vũ đại lục. Có thể. Thế nào rời khỏi? Minh Nam Hy chẳng lẽ có vị diện truyền tống phù? Trong đầu phân tích các loại khả năng, rốt cuộc xác định đại khái tình hình. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Ốc, Trôn, Gobin, Minotaur, Người Cá, Người Lùng Hobbit, Người Lùng Đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như bút đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 24. Sâu nhất tràn buộc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lục Thiên Túc ở trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần thời gian, thật ra thì trong nháy mắt công phu. Lục Thiên Tuyết con ngươi đỏ lòm, đều nhanh tràn ra máu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ta nhảy xuống, ngươi liền sẽ thả đệ đệ ta. Minh Nam Hy, ngươi là cảm thấy người của toàn thế giới đều giống như ngươi ngu xuẩn. Lục Thiên Tuyết biết đến, Minh Nam Hy là cố ý kích thích nàng. Có thể nàng cũng không phải là đồ đần. Người sáng suốt đều có thể đã nhìn ra, Minh Nam Hy không có dự định buông tha bất cứ người nào. Ngươi! Mở to miệng muốn nói cái gì Minh Nam Hy, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lúc này, Minh Nam Hy cảm giác thân thể chấn động, tự như thứ gì không có. Vội vàng vận chuyển linh lực thấy bên trong, lập tức không thể tưởng tượng nổi trừng lớn cặp mắt. Không phải không thể nào. Tại sao có thể như vậy, sao lại thế? Nam. Tiểu thư ngươi thế nào? Diệp Hành Phong dựa đi tới lo lắng hỏi thăm, chẳng qua Minh Nam Hy không có thời gian trả lời hắn. Thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên hoàng thần thể, đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì tồn tại qua dấu hiệu, Minh Nam Hy cả kinh lời nói không mạch lạc. Thần thể là lá bài tẩy của nàng một trong, hiện tại thế mà không có, không có. Lục thiên túc ở mọi người không thấy được góc độ, tà tứ khơi gợi lên khóe môi. Trong lòng từ lẩm bẩm nói. Rốt cuộc cắn nuốt hầu như không còn, thiên hoàng thần thể, cuối cùng vẫn là biến thành thái sơ tổ hoàng thể ta chất dinh dưỡng, minh nam hy, cái ngạc nhiên này, ngươi thích không? Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, lục thiên túc dùng sức thoáng dãy dụa, trong nháy mắt từ trong tay minh nam hy thoát ly. Một cái lắc mình, xuất hiện ở bên người lục thiên tuyết ở song phương cũng bị mất kịp phản ứng trước kia, một cái linh lực, đem lục thiên tuyết đánh ngất xỉu, nhân tiện lấy liền lục vũ cũng cùng nhau thu vào vô cực thiên, giao cho quân hồng. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Hoàng tỷ, ngươi an tâm ở vô cực thiên tu luyện, minh nam hy, ta thay ngươi thu thập. Từ biết đến ngũ hoàng huynh gặp phải sau đó, lục thiên túc quyết định. Minh Nam Hy, hắn sẽ đích thân hủy diệt, mà thân phận trùng phản diện, hắn chắc chắn phải có được mặc dù hệ thống không nói nhưng hắn không ngốc vô cực đại lão dưỡng thành hơn phân nửa nói chính là trùng phản diện trước kia hắn chơi tâm quá nặng một mực tùy tiện không nghĩ nhiều lắm cho tới bây giờ hắn mới rốt cục yên tĩnh lại rõ ràng chính mình đường tương lai làm như thế nào đi vô cực sẽ đối với lên trời nói đại đạo thế gian vạn đạo cũng không chính là chung cực nhân vật phản diện ý tứ ta đi ta muốn ta phong thiên tru thiên chém ma lục thần tiên đây mới phải vô cực đã như vậy ta tại sao muốn câu nệ lấy mình ai bảo lão tử khó chịu làm liền xong hệ thống túc chủ chân tướng ai minh nam hy kịp phản ứng đưa tay thành trảo đột nhiên hướng về phía lục thiên túc bắt được dịp hành phong tùy thời mà động chuẩn bị đối với lục thiên túc tới cái nhất kích tất sát trước kia hắn thấy được minh nam hy đối với tiểu hài này hình như hơi không đành lòng, cho nên hắn quyết không thể chủ quan, lỡ như thả chạy lục thiên túc, thiên dụ hoàng triều sẽ điên cuồng nổi cơn thịnh nộ. Đến lúc đó Minh Gia cùng trường thanh thánh địa, đều giữ không được. Minh Nam Hy, ngươi không ngại xem trước một chút, thần đồ không gian của mình còn ở đó hay không? Lục thiên túc không nhanh không chậm, thần thái trấn định tự nhiên. Đối mặt Minh Nam Hy công kích, éo để vào mắt. Chật chật, chiêu này chơi, là cửu âm bạch cốt trảo. Minh Nam Hi nghe được lời của Lục Thiên Túc, vẻ mặt giật mình, lập tức đem thần niệm thăm dò vào thức hải, phát hiện thần độ không gian quả nhiên không thấy. Thế nhưng là khế ước chi lực không có chặt đứt. Cái này, tình huống gì? Hệ thống, chặt đứt thần độ không gian khế ước chi lực đi. Tốt tốt chủ. Đinh. Thành công xóa đi thần độ không gian khế ước chi lực chúc mừng túc chủ thu hoạch thần cấp không gian pháp khí thần đồ. Đã xong tự động thu vào nhà kho. Lục thiên túc bên này mới vừa thu được hệ thống thông báo, Minh Nam Hy bên kia liền nổ. A a a a, lục thiên túc ta muốn giết ngươi. Đột nhiên bị chém đứt khế ước chi lực, bao gồm thần thể bị thôn phệ hầu như không còn, tu vi Minh Nam Hy chịu ảnh hưởng, trực tiếp rớt xuống đến ngưng mạch cửu trọng. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, Minh Nam Hy điên cuồng đánh về phía lục thiên túc. Nàng nhìn tính vạn tính, thế nào cũng không tính đến, mình thế mà đưa tại một tám tuổi hài tử trong tay. Trong lòng Minh Nam Hy hối hận không thôi, sớm biết, trước hết giết tên tiểu tạp chủng này. Thế nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp, thần thể không có, thần đồ không gian cũng không có. Trừ một trương phi thăng lên phù, nàng cái gì cũng không có. Minh Nam Hy tâm tình đại khởi đại lạc, cho dù tâm tính cực dai, đối mặt cục diện như vậy cũng sẽ nóng nảy không dứt tiểu thư cẩn thận phía sau dịp hành phong thấy được lục thiên túc không biết lúc nào thế mà xuất hiện ở phía sau minh nam hy một thanh trường kiếm màu xám trong chốc lát chui vào giữa lưng minh nam hy không phải dịp hành phong phi thân đến mặc nhiên chậm một bước minh nam hy một mặt không cam lòng ở dịp hành phong bay đến bên người thời điểm bóp nát trong tay áo phi thăng phù nắm chặt tay dịp hành phong hai người trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Chạy. Chẳng qua. Chạy thì sao, bị thiên long kiếm gây thương tích, lại có thái sơ đạo hỏa xâm nhập trong cơ thể, ta ngược lại muốn xem xem, người có thể lớn bao nhiêu tiềm lực cuộc khởi. Lục thiên túc liệu đến Minh Nam Hy có hậu thủ, cho nên phi thăng phù xuất hiện, hắn cũng đổ không ngoài ý muốn. Chẳng qua là không nghĩ tới, Minh Nam Hy thế mà thật có thể vì mình, đưa cả Minh gia ở không để ý, trường thanh thánh địa cũng chơi xong xoay người từng bước một bước về phía nhai bên huyết long uyên bên trong cần phải có không ít trồng a à. trong lòng lục thiên túc một cái ý niệm trong đầu lặng lẽ lóe lên phi thân nhảy xuống huyết long uyên không phải tiểu cửu tiểu cửu không rõ tình hình lục thiên vũ vừa chạy tới lại chỉ có thấy được lục thiên túc nhảy xuống huyết long uyên một màn kia hai mắt muốn nứt đầy mắt đỏ bừng, nước mắt tràn mi lao ra. Lão đảo nghiêng ngã quỳ xuống trước huyết vân nhai một bên, bột tử thô đỏ lên, khóc không ra tiếng. Tuyệt vọng gương mặt, tràn đầy nước mắt. Phía sau vội và đuổi theo tới lục thiên trần, phi thân lúc rơi xuống đất, thấy được lục thiên vũ bộ dáng, mũi chua chua, trong lòng một luồng không rõ đoán xông lên đầu. Tam ca. Tiểu cửu. Đừng sợ, tam ca rơi xuống cứu ngươi. Lục Thiên Vũ căn bản không trả lời Lục Thiên Trần nghi ngờ, đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn qua vực sâu vô tận. Tam ca. Ngươi nói cái gì? Tiểu cửu. Ngươi nói tiểu cửu ở phía dưới. Lục Thiên Trần rốt cuộc ý thức được, vì sao Tam ca chưa hề đến thiên đốc thành một khắc này, liền trở nên cực độ u ám, lúc đầu. Vội vàng ông lấy Lục Thiên Vũ, cưỡng chế đem Lục Thiên Vũ kéo rời nhai một bên, Lục Thiên Trần cũng không nhìn được, khóc ra tiếng đều nói nam nhi không dễ rơi lệ ai lúc này hai cái đại nam hài lại giống như rơi vào vạn năm hàng đàm tầm giống như tịch diệt lại không thêm rực rỡ bảy năm trước thiên dụ hoàng triều cửu hoàng tử lục thiên túc bốc thăm bữa tiệc rực rỡ muôn màu bốc thăm lựa chọn lục thiên túc không có bắt bất cứ vật gì chỉ có ông lấy tam hoàng tử lục thiên vũ không thả ngày đó cả triều khiếp sợ lục thiên vũ vẽ mặt vui mừng thấy mình đáng yêu tiểu đệ đệ lục thiên vũ dứt khoát kiên quyết cắn nát ngón tay theo lục thiên túc lập hạ huyết khế phát thời vĩnh viễn nguyện theo ràng buộc không phụ không rời cho nên đây cũng là vì sao đi tới thiên đốc thành lục thiên vũ có thể phát hiện khí tức lục thiên túc mà cùng là huynh trưởng lục thiên trần lại không cảm ứng được bởi vì hắn và lục thiên túc có sâu hơn huyết mạch khế ước đó là một loại siêu việt chí thân huyết mạch ràng buộc lực cùng loại với bản mệnh khế ước quan hệ nhưng lại không phải bản mệnh khế ước lục thiên túc nhảy xuống huyết long uyên sau đó lục thiên vũ cảm thấy mình và đệ đệ ở giữa cổ kia ràng buộc lực lượng đoạn mất một cách tự nhiên cho rằng lục thiên túc chết cho nên tâm tình của hắn lúc này là ai cũng không cách nào hiểu được ví dụ như tứ đệ lục thiên trần trong mắt của hắn có cha mẹ có mùi mùi có gia quốc nhưng hắn trong mắt lục thiên vũ chỉ có đệ đệ lục thiên túc thiên dụ hoàng triều ai không biết tam hoàng tử lục thiên vũ ôn tồn lễ độ nhưng lại rất khó đến gần coi như cha mẹ người thân bình thường cũng chỉ là tôn kính cùng kính yêu chỉ có đối mặt đệ đệ lục thiên túc mới có thể nhiệt tình như lửa nhưng bây giờ lục thiên túc không có lục thiên trần cũng không chịu nổi nhưng thấy tình huống không thích hợp tam ca lục thiên vũ hắn không dám khinh thường thời khắc căng thẳng tinh thần liền sợ tam ca đột nhiên bay về phía huyết long uyên tam ca và cửu đệ ràng buộc quá sâu cửu đệ ngươi còn sống không? Ngươi còn sống có đúng hay không? Chỉ là bởi vì huyết long nguyên đặc thù, các đức ngươi và tam ca liên hệ có đúng hay không? Nhà chúng ta đáng yêu tiểu cửu, làm sao có thể không có nữa nha? Tiểu cửu Lục Thiên Trần và Lục Thiên Vũ ông đầu khóc trống, đám người huyết pháp trưởng lão lúc chạy đến, thấy cảnh này, trong lòng giống như dây cung đoạn mất, phản phất có cái gì kinh thiên đại sự sắp xảy ra. Trong lòng lập tức lạnh một nửa nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như el, orc, troll, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn Đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như succubus đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25. Minh Phong. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tam Hoàng Tử. Quyết pháp trưởng lão thử tính mở miệng dò hỏi. Trong mắt tràn đầy lo lắng, phía sau một đám lão giả cũng vẻ mặt lo âu nhìn qua lục thiên vũ và lục thiên trần. Làm phiền huyết pháp trưởng lão, sử dụng huyết hồn thuật, tái hiện một chút nơi đây trước kia phát sinh cảnh tượng. Lục thiên vũ chậm rãi bình phục tâm thần, đỏ bừng đôi mắt, như cũng mang theo hối hận chi sắc. Vì biết rõ cửu đệ vì sao liều lĩnh nhảy xuống huyết long uyên, hắn không thể lại tiếp tục mê mang, huyết pháp trưởng lão huyết hồn thuật, có thể ngưng kết kính tượng, tái hiện chuyện phát sinh trước kia. Hắn, nhất định phải biết đến trải qua. Hắn và lão tứ đuổi theo tiểu muội tới trước, hắn lại chỉ có thấy được tiểu cửu nhảy xuống huyết long uyên, trong lúc này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vâng, tam hoàng tử. Huyết pháp trưởng lão nghe lệnh, lập tức thi triển huyết hồn thuật, trên không trung ngưng kết thành một mặt to lớn cái gương, thông qua cái gương, tái hiện tình cảnh lúc trước kính tượng bên trong lục thiên tuyết lo lắng chạy đến huyết vân nhai mà huyết vân nhai đỉnh đứng một nam một nữ tất cả cảnh tượng tái hiện vậy nữ nhân là ai lại dám bắt tiểu điện hạ nàng là minh nam hy minh gia con thứ tam tiểu thư trước kia là một thiên tài sau đó thành phế nhân cái kia đáng chết thật là đáng chết đơn giản vô pháp vô thiên vậy lại là cái gì tiểu điện hạ thế mà bị thương minh nam hy phi thăng phù đó là phi thăng phù huyết pháp trưởng lão nhanh nhanh sử dụng phá hồn thuật phá vỡ phi thăng phù tiếp đón lực minh nam hy kia bị thương sử dụng phi thăng phù cũng không dễ dàng các nàng thoát đi không lâu còn kịp ngăn trở chỉ cần lại cho nàng một lần đã thương nặng nói không chừng sẽ trực tiếp lọc vào trong không gian loạn lưu bình lão nói không sai minh nam hy cả gan làm loạn chết không có gì đáng tiếc quyết không thể khiến nàng chạy trốn. Các vị lão giả phanh luận không dứt, thấy kính tượng nội dung, nổi giận từ sinh lòng. Lục Thiên Vũ nhìn chầm chập kính tượng bên trong bóng người kia. Sáng tỏ. Nam. Hi. Tam ca, tiểu tử kia hình như là Diệp Hành Phong, trường thanh thánh địa thái thượng trưởng lão cháu, theo tiểu mùi có hôn ước cái kia. Lục Thiên Trần cũng là tức giận nổi điên, không nghĩ tới Minh Gia và trường thanh thánh địa thế mà to gan như vậy cái kia lá lỗ, theo ngoại tổ phụ có chút giao tình, mới leo lên thiên gia, theo tiểu muội có hôn ước, lại không nghĩ rằng dịp hành phong lá mặt lá trái, theo minh gia tối thông khúc khoảng. Đáng hận nhất chính là, thế mà liên thủ lại lừa dết tiểu muội Liên tiểu cửu hài tử nhỏ như vậy đều không buông tha, đáng xấu hổ đến cực điểm. Quái! Thế nào không có? Mọi người ở đây vừa thấy được, Minh Nam Hy và Diệp Hành Phong chạy trốn đoạn ngắn kính tượng đột nhiên không có. Nói cách khác, lục thiên túc tại sao nhảy xuống huyết long nguyên, bọn họ căn bản không thấy được. Tiểu cửu. Lục thiên vũ tâm tình lần nữa sa sút đi xuống, không có đầu mối cảm giác, khiến đầu hắn đau đến nhanh nổ. Huyết pháp trưởng lão, minh nam hy bên kia. Lục thiên trần tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về huyết pháp trưởng lão. Tứ hoàng tử yên tâm, vừa ta đã thông qua phá hồn thuật, Phá hủy Minh Nam Hy kia phi thăng phụ lực lượng, nàng không đi được vị diện khác. Căn cứ các đức thời gian đến phân tích, nàng và dịp Hành Phong tiểu súc sinh kia cần phải rớt xuống đến Trung Châu. Tráng huyết pháp trưởng lão bốc lên một tia mồ hôi, vừa vì các đức phi thăng phụ, hắn hao phí rất lớn huyết hồn lực lượng, chẳng qua cũng may thành công. Chỉ cần Minh Nam Hy không hề rời đi dị vũ đại lục, tất cả đều dễ dàng. Trung Châu. Lục Thiên Vũ đứng người lên, lấy ra một bình huyết linh đan, vứt cho huyết pháp trưởng lão sau đó, trong chớp mắt hóa thành quan ảnh, đi hướng Trung Châu phương hướng. Nếu không có được tiểu cửu tin tức, vậy hắn đi trước giết Minh Nam Hy và Diệp Hành Phong. Đệ đệ của hắn, ai cũng không thể gây tổn thương cho, bị thương, thì phải chết. Tam ca. Lục Thiên Trần cuốn quyết đuổi theo, lưu lại một đám lão giả đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Huyết pháp trưởng lão, cái này phong tỏa huyết vân nhai, ta đã đưa tin cho thiếu chủ, rất nhanh đông châu bên kia sẽ phái người tới trước, minh gia, trường thanh thánh địa, giữ lại không được. Là cực kỳ, dù minh gia vẫn là trường thanh thánh địa, đều phải trả giá thật lớn. Tất cả trưởng lão hung hăng nói với giọng tức giận. Trong mắt huyết pháp trưởng lão bắn ra ngoan sắc, trong lòng tối thương yêu không dứt. Lục Thiên Túc là cùng hắn thân cận nhất hài tử, người ngoài không biết, trong lòng hắn là coi lục thiên túc là thân tôn nhi đồng dạng đau ở toàn bộ dị vũ đại lục huyết pháp trưởng lão hắn là thế nhân nghe mà biến sắc tà ông lão ở thiên dụ hoàng triều hắn là quyền cao chức trọng quốc lão ở thường cổ lục gia hắn là thân cư cao vị đại trưởng lão hắn cả đời không sở xuất càng không có truyền nhân lục thiên túc là hắn coi trọng nhất hài tử một thân huyết hồn thuật vốn định truyền cho hắn nhưng hôm nay ai tiểu gia hỏa a à, ngươi còn sống không trong lòng huyết pháp trưởng lão yên lặng cầu nguyện vẽ mặt ai nhưng minh gia trong hành lang tất cả người minh gia phủ phục một mảnh gia chủ chúng ta cũng không biết tam tiểu thư nàng nàng lại dám ép buộc lục tiểu điện hạ hơn nữa uy hiếp thiên dụ bác công chúa a à. đám người minh gia run rẩy thanh tuyến lắp ba lắp bắp đáp trả tất cả mọi người đầu thấp đủ cho cực sâu không biết minh nam hy vài ngày trước theo thiên dụ bác công chúa đánh nhau các ngươi cũng không biết gia chủ minh ngạn long đơn giản đầu đau muốn nứt cái này đều cái gì phá sự a à. thiên đốc thành bên trong minh nam hy và lục thiên tuyết làm liền bình thường gia tộc đều biết đám rác rưởi này thế mà gạt hắn mặc dù là bởi vì hắn đang bế quan nhưng trọng đại như thế chuyện lại không đến gọi tỉnh hắn bây giờ minh nam hy phạm vào sai lầm lớn thiên dụ hoàng triều đã biết đến, cả minh gia có thể hay không giữ được cũng còn khác nói, những con em gia tộc này vẫn còn đang câu tâm đấu sừng, từng cái trong mong xem kịch vui, ước gì minh nam hy bị thiên dụ hoàng triều cho thu thập. Vấn đề là, người ta thiên dụ hoàng triều, thật nếu còn giết minh nam hy một người thì cũng thôi đi, thế nhưng là khả năng. Lấy lục thần liệt cái kia sát thần tính tình, minh gia và trường thanh thánh địa, chỉ sợ toàn được chơi xong. Đáng chết bất hiếu nữ tốt xấu mình nuôi dưỡng qua nàng mấy năm không nghĩ tới vì bản thân tư lợi vậy mà đưa cả minh gia ở không để ý thật là lòng dạ độc ác nha trong lòng minh ngạn long thật ra thì tuyệt vọng vô cùng nếu không phải còn phải giữ vững một ti gia chủ uy nghiêm người thứ nhất hỏng mất chính là hắn các ngươi đám ngu xuẩn này minh gia hoàn toàn hủy ở trong tay các ngươi a à. tật hận vỗ vỗ đầu thấy quỳ đầy đất hai hàng người thân minh ngạn long lười nhác lại nói phất tay áo rời khỏi đại sảnh hắn phải nghĩ biện pháp bảo vệ minh gia bây giờ giữ không được mà nói chạy trước đường lại nói huyết pháp trưởng lão kia không phải nói minh nam hy bỏ chạy trung châu vậy hắn liền đi trung châu đem minh nam hy cái kia hỗn trướng bắt được xin tội như vậy hắn có lẽ có thể lưu lại một mạng về phần minh gia hắn đã không nghĩ quản khắp nơi lục đục với nhau chi thứ như hổ rình mồi đích hệ tử đệ ngu xuẩn đến theo như heo vị trí gia chủ này hắn không cần cũng được Minh Ngạn Long tâm chết như bụi biểu lộ, bị Minh Gia tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Có tuyệt vọng hối hận, có âm thầm mừng rỡ, ví dụ như chi thứ vị kia nhị trưởng lão. Minh Nam Hy đắc tội thiên dụ hoàng triều, hơn phân nửa sống không lâu, mà dòng chính một mạch chắc chắn sẽ chịu dính liếu, chúng ta chi thứ ngày tốt lành, muốn tới. Nhị trưởng lão trong lòng hưng phấn nghĩ đến. Người ngoài chỉ biết là Minh Gia dòng chính huy hoàng, lại quên, bọn họ chi thứ cũng ra cái tuyệt thế thiên kiêu. Minh Phong, Minh Gia chi thứ đại thiếu gia, phụ thân nhiều năm trước ngoài ý muốn tử vong, mẫu thân mất tích. Làm chi thứ đại thiếu gia, Minh Phong lại một mực không cách nào tu luyện. Thẳng đến về sau. Bình thường người tu luyện, 8 tuổi đã thức tỉnh tu luyện, mà Minh Phong, 17 tuổi, mới phát giác tỉnh tu luyện. Hiện tại Minh Phong 18 tuổi, cách hắn đã thức tỉnh tu luyện, mới vừa vặn đi qua một năm, tu vi đột phá lại như uống nước dễ dàng. Ngắn mũi thời gian một năm, hắn từ tôi thể nhất trọng bảo tố đến nhập linh cảnh cửu trọng, hơn nữa tôi thể, trúc cơ, ngưng mạch cái này ba đại cảnh giới, hắn đều phá vỡ mà vào cực cảnh, đột phá đến trong truyền thuyết để thập trọng. Yêu nghiệt đến đây. Xoay người nghịch tập minh phong, bị đến từ hạo quan đại lục, tam la thánh giả mang đi, thu làm đệ tử thân truyền. Cả minh gia chi thứ địa vị, nước lên thì thuyền lên mặc dù là chi thứ, lại không thể so sánh dòng chính yếu, thậm chí mơ hồ lấn ác dòng chính uy nghiêm. Thiên dụ hoàng triều tức giận, tất phải quét sạch minh gia cùng trường thanh thánh địa. Nhưng bọn họ chi thứ, đứng sau lưng minh phong nhân vật này, minh phong sư tôn chính là cường giả hạo quan đại lục, thiên dụ hoàng triều sẽ không, cũng không dám đối với bọn họ chi thứ xuất thủ. Cho nên, nhị trưởng lão mặc dù sắc mặt nhìn như lo lắng minh gia sinh tử, kỳ thực trong lòng vui vẻ ra mặt nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Ốc, Trôn, Gobin, Minotaur, Người Cá, Người Lùng Hobbit, Người Lùng Đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Thái Cổ Ma Long Huyết Quyên Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio huyết long uyên. Đây chính là huyết long uyên. Cảm giác cũng không có gì mà. Lục Thiên Túc ông tò mò cùng cảnh giác, nhảy xuống huyết long uyên sau đó, đã rơi vào một phương này thâm cốc bên trong. Thâm cốc sơn thanh thủy tú, thác nước lao vùng vụt, chim hót hoa nở, căn bản cũng không giống trong truyền thuyết như vậy. Cảm thụ được xung quanh linh khí dư thừa, Lục Thiên Túc thở sâu một hơi, tâm tình rất vui sướng. Gợi ý, huyết pháp trưởng lão xuất thủ, Minh Nam Hy đào thoát thất bại, trước mắt chỗ tọa độ. Trung Châu Thượng Cổ Lam Gia bí cảnh. Gì? Minh Nam Hy không có chạy trốn tới vị diện khác. Ha ha ha, huyết pháp ông lão, làm được tốt. Lục Thiên Túc vốn là tâm tình vui thích, trở nên lớn tốt. Vốn cho rằng Minh Nam Hy đại nạn không chết, chạy trốn hướng vị diện khác tu luyện thành về sau, chắc chắn ngóc đầu trở lại, không nghĩ tới nàng thế mà không có đào thoát ở trung châu mà nói còn không phải ở dị vũ đại lục trong phạm vi chỉ cần không ra dị vũ đại lục hết thảy đều ở nắm trong tay túc chủ hư không cổ hạm có thể phá toái hư không không nhìn không gian loạn lưu tùy ý phi hành t tốt như vậy nói như vậy hắn sau đó không cần lo lắng minh nam hy thoát đi đến vị diện khác có hư không cổ hạm ở trời đất bao la hắn lục thiên túc đi nơi nào ghê gớm ha 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 hệ thống thật là một cái đại bảo bối hệ thống lại lục thiên túc tâm tình vui vẻ buông lỏng gấp kính sợ một luồng cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo thái cổ ma long hồn thể gần người muốn đồ đoạt xá túc chủ ba mẹ nó hưu bịch đáng chết ngươi thế nào sẽ không sao ma long hồn thể nóng nảy giận dữ nhìn chầm chầm lục thiên túc nghiến răng nghiến lợi nói. Lục thiên túc lau khóe miệng máu tươi, từ dưới đất bò dậy. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, bị ma long này đã thương. Cũng may hắn có chút phòng bị, không phải vậy vẫn thật là ở ra trắm. Liền ngươi. Muốn giết ta, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem trước. Lục thiên túc không chút nào kinh hoảng. Sắc mặt bình tĩnh nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung ma long hồn thể thái cổ ma long bản thể cần phải bị giam cầm ở huyết long nguyên chỗ sâu nhất, mà cái này hồn thể, đoán chừng cũng chỉ có thể ở phụ cận đây đi vòng vo, không cách nào rời khỏi huyết long nguyên. Nếu như bản thể tới, hắn sẽ còn kiên kỵ, nhưng chỉ là hồn thể, lại dám ra tay với hắn, đây không phải là già trên thọ tinh treo, ngại mạng quá dài sao. Người muốn chết. Ma Long nghe được lục thiên túc thế mà như vậy không đem hắn để ở trong mắt, tốt xấu hắn cũng là sống ức vạn năm cường giả ma tộc, thế mà bị một sự búp bê dễu cợt, có thể nào nhìn được. Thế là ngoan lệ xuất thủ, đánh về phía lục thiên túc. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lục thiên túc cũng không phải yếu thế, phi thân nên đón tiếp lấy. Tới gần ma long, âm thầm vận chuyển luyện hồn thần quyết, trong tay một sợi luyện hồn viêm, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực hàm ẩn kinh khủng sát cơ chỉ là linh hỏa cũng dám chống lại bản tọa. Ma Long thấy được Lục Thiên Túc luyện hồn viêm, cho là Lục Thiên Túc có một loại nào đó linh hỏa thể chất, cho nên rất khinh thường. Ở thái cổ thời đại, linh hỏa thể chất chẳng qua là rác rưởi thôi. Bình thường được khắp nơi có thể thấy được. Hiện tại ức vạn năm đi qua, thế giới này cái gì quan cảnh hắn không biết, nhưng chỉ là linh hỏa, hắn đúng là không coi vào đâu. Linh hỏa Lục Thiên Túc thấy Ma Long thế mà đem luyện hồn viêm nhận làm linh hỏa bình thường, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. "Ai, ngươi nói không sai, cái này đích xác là linh hỏa, chẳng qua ngươi nói lọc một chữ, đây là linh hồn phát hỏa a à song bao hết trị linh hồn thể, hắc hắc." Lục Thiên Túc tà ác cười một tiếng, luyện hồn viêm nhanh chóng đánh ra, biến thành một đại đoàn, ở Ma Long kinh ngạc sợ phẫn vẻ mặt, đem hắn đoàn đoàn bao lấy, đảm nhiệm Ma Long hồn thể dẫy dụ thế nào đi nữa cũng cũng trốn không thoát. Hỗn tiểu tử, mau buông ra bản tọa. Ma Long lúng cúng, hắn thế mà đem luyện hồn viêm loại này kinh khủng tồn tại, nhận thành linh hỏa. Hắn hiện tại chẳng qua là một bộ linh hồn thể, bản thể bị trấn áp ở vực sâu dưới đấy, căn bản là không có cách đi ra. Nếu linh hồn bị tiểu tử này ma diệt, vậy hắn chính là thật tiêu vong. Linh hồn diệt, bản thể cũng sẽ tùy theo khô vong. Không phải, hắn không muốn chết, hắn còn không thể chết. Thù lớn chưa trả, hắn không thể chết. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta? Mà lòng thấy bên cạnh một mặt cười tà lục thiên túc, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, nhân tộc này tiểu tử, thế nào tin như vậy? Hắn bây giờ không hiểu rõ, luyện hồn viêm loại này kinh khủng tồn tại, ngay cả lúc trước ma chủ đều thu phục không được, một tám tuổi nhân tộc hài tử, là thế nào thu phục? luyện hồn viêm lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Đối mặt Ma Long tra hỏi, Lục Thiên Túc chẳng qua là không nói một lời, trực tiếp đi đến trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Túc chủ, đề nghị thu phục thái cổ Ma Long huyết uyên làm khế hẹn thú. Kiểm trắc đến thái cổ Ma Long tin tức. Thái cổ thời đại, ma tộc chí tôn ma hoàng bản mệnh khế ước thú, huyết mạch cấp bậc không thu cổ thần thú Thanh Long, đỉnh phong sức chiến đấu ở thần tông cảnh đỉnh phong. Huyết mạch bên trong, tích chứa ám chi pháp tắc và tịch diệt pháp tắc. Mẹ kiếp. Lực lượng pháp tắc. Lục Thiên Túc không có chú ý tới cái khác, gắt gao nhìn chầm chầm ám chi pháp tắc và tịch diệt pháp tắc vài cái chữ to. Ai da, đây chính là pháp tắc. Xem ra đầu này mà lòng nhất định thu, nếu không thua thiệt lớn. Ngươi nhận ta là chủ, ta thả ngươi, nếu không phục, chúng ta đánh tiếp một khung cũng được. Lục Thiên Túc sửa nhu âm thanh nghe lọt vào trong tai ma long giống như ma quỷ. Mẹ nó luyện hồn viêm trong tay ngươi đều ngoan thành như vậy, đánh tiếp mấy trăm chống còn không phải ta thua. Trong lòng ma long bị khuất vô cùng, nhưng là lại không muốn chết. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Vẹn vẹn chần chờ chỉ chốc lát, ma long cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Cái này chẳng phải đúng nha, chém chém giết dết nhiều hơn không có gì vui. Đinh chúc mừng túc chủ thu phục thái cổ ma long huyết uyên thu được điểm trưởng thành mười ức cũng phần thưởng thiên địa chí bảo một trong huyền hoàng bút mười mười ức mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp phất nhanh a a a a hệ thống hắc hóa túc chủ đã xong rất hố mê tiền túc chủ đã xong thượng tuyến âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nói rõ thái cổ ma long là thật tâm thần phục không có tâm tư khác đè xuống đáy lòng vui mừng Lục Thiên Túc ánh mắt nhìn về phía thái cổ ma long, tràn đầy vui mừng. Khá lắm, thật là một cái khá lắm. Một tỷ điểm trưởng thành. Thái cổ ma long cũng là hắn, còn có ám chi pháp tắc và tịch diệt pháp tắc. Chuyến này, tới đáng giá. Lục Thiên Túc thu hồi luyện hồn viêm, mà lòng sắc mặt bất đắc dĩ đi đến bên người Lục Thiên Túc, không người cùng Lục Thiên Túc ký kết chủ phó khế ước. Đến đây, hắn liền chính thức trở thành Lục Thiên Túc khế ước thú đường đường thái cổ ma long thế mà đưa tại một tám tuổi hài tử trong tay trong lòng ma long là một thanh lòng chua xót một thanh nước mắt ngươi tên là huyết uyên đúng không lục thiên túc đơn giản mở miệng nói ừm không đúng ngươi làm sao ngươi biết ta gọi huyết uyên huyết uyên nghe vậy vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp lời kịp phản ứng trong nháy mắt một mặt mộng bức thấy lục thiên túc khiếp sợ mà hỏi ta làm sao biết ngươi tên là huyết uyên là hệ thống nói ngươi tên là huyết uyên chẳng qua lục thiên túc chẳng qua là trong lòng sẹp miệng nói thầm không có nói ra lúng túng cười cười không làm giải thích nói giỡn đồ chơi này có thể giải thả không được thế nhân chỉ biết là huyết long nguyên này trấn áp thái cổ ma long nhưng lại chưa bao giờ có người biết được tên của hắn mình một đứa bé lại ngay cả tên đều biết đây không phải quá kinh dị sao nếu không giải thích được vậy không giải thích huyết quyên thích thế nào suy nghĩ thế nào muốn mà lòng huyết quyên len lén đánh giá lục thiên túc trong lòng một luồng ý nghĩ không tên nổi lên trong lòng hắn không phải là ma hoàng đại nhân chuyển thế a à? không thể không nói huyết quyên não động quá lớn nếu lục thiên túc biết đến suy nghĩ trong lòng hắn tuyệt đối sẽ cho hắn đưa lên một não bổ giấy chứng nhận sau khi thu phục huyết quyên lục thiên túc trực tiếp khiến huyết quyên dẫn hắn xuống vực sâu tận cùng dưới đấy nếu thu vậy khẳng định phải đem bản thể của hắn cũng cứu ra. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Huyền Hoàng Thủy Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chủ nhân, bản thể của ta liền bị giam cầm ở trong huyệt động kia. Huyết Quyên mang theo lục thiên túc, đi tới huyết long uyên chỗ sâu nhất đứng ở u ám bên ngoài hang động một bên đập vào mặt âm thực chi khí khiến lục thiên túc cực độ không thích đi thôi chịu đựng khó chịu cảm giác lục thiên túc thả ra luyện hồn viêm đánh vào trong huyệt động trong không khí loại đó âm sát chi khí lập tức nhượng bộ lui binh lục thiên túc cất bước đi vào trong động huyết uyên theo sau lưng một mặt hưng phấn có luyện hồn viêm của chủ nhân ở âm sát chi khí căn bản không dám đến gần tiến vào trong động, lục thiên túc một cái thấy được bị giam cầm ở hang động trong đầm sâu thái cổ ma long, huyết quyên bản thể. Hệ thống, giam cầm huyết quyên nước chất là cái gì? Cảm giác không tầm thường. Trong lòng lục thiên túc yên lặng theo hệ thống bắt đầu giao lưu, loại nước này chất cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Có thể giam cầm một đầu thái cổ ma long, như thế nào lại đơn giản đi? Túc chủ, đó là huyền hoàng thủy, túc chủ có thể dùng huyền hoàng bút đem huyền hoàng thủy thu nạp, đã có thể giải cứu được huyết quyên, huyền hoàng thủy sau đó cũng có thể là túc chủ sử dụng, một công đôi việc. Huyền hoàng thủy, huyền hoàng tức giận hội tụ áp súc mà thành, cùng huyền hoàng bút, huyền hoàng điển, huyền hoàng độ cùng nhau, ở hỗn nguyên thời đại, được cùng xưng là thiên địa bốn tôn bảo. Hỗn nguyên thời đại Thiên địa bốn tôn bảo Hệ thống, thế giới này thời đại là ra sao phân chia? trong lòng lục thiên túc nghi vấn chẳng lẽ lại và địa cầu đồng dạng túc chủ thế giới này bị chia làm rất nhiều thời đại từ hư vô bắt đầu phía sau theo thứ tự là hồng mông hỗn nguyên hoang cổ thái cổ viễn cổ thường cổ minh cổ tiền cổ cực thế hiện tại thế giới nằm ở cực thế thời đại nói theo một ý nghĩa nào đó thế giới này thời đại phân chia cùng địa cầu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chẳng qua ở về thời gian thế giới này càng vì hơn lâu đời thế giới này mỗi một thời kỳ đều có 100 ức năm trở lên. Út! Lâu như vậy, ta còn tưởng rằng và địa cầu giống nhau như đúc, xem ra chỉ có thời đại tên cùng một ít đặc thù sự kiện tương tự, cái khác vẫn là khác biệt. Hệ thống một giải thích, lục thiên túc trong lòng hiểu rõ, như vậy cũng đổ là dễ nhớ. Huyết quyên đến từ Thái Cổ, huyền hoàng thủy này chính là hỗn nguyên vật, khó trách có thể trấn áp hắn. Cao hơn hai cái thời kỳ, trấn áp một đầu hậu thế ma long còn không phải dễ dàng. Ai không nghĩ tới thế giới này, so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Mỗi thời đại đều 100 ức năm phía trên, địa cầu tuổi tác mới 45 ức tuổi nhiều một chút. Từ thời gian truyền thừa, mỗi thời đại đều treo lên đánh địa cầu, đây chẳng phải là nói thế giới này tương đương với tăng cường bản địa cầu. Đơn giản không nên quá dọa người. Thế giới này quả nhiên cao thâm khó lường lục thiên túc không tên cảm thấy hắn làm địa cầu người đến loại đó tín niệm bị chấn nhiếp đến kiếp trước đọc tiểu thuyết thấy được những kia nhân vật chính những kia đến từ địa cầu người xuyên việt ai không phải bức cách tràn đầy ngày mặt trời ngày không khí túng theo cái hai năm ba tám giống như tự nhận là là từ địa cầu xuyên qua đến mình liền so với vị thế thổ dân cao cấp rất nhiều thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút nếu không phải tác giả dưới ngòi bút ban cho bọn họ nhân vật chính quan hoàng chỉ sợ đi tới dị thế về sau người thứ nhất chơi xong chính là người xuyên việt cũng không nhất định có hệ thống còn dễ nói không cài chỉ huy chỉ là đơn thuần xuyên qua lấy những kia nhân vật chính đi tiểu tính tự cao tự đại tâm tính chỉ sợ sống không quá hai tập mà hắn đồng dạng làm xuyên qua đại quân một thành viên đang bảo đảm cầm bản tâm dưới tình huống cũng cần thời khắc cẩn thận kiêu ngạo tự mãn tuyệt đối muốn không được được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trong lòng nhất niệm thông suốt lục thiên túc tâm cảnh lại lần nữa sáng thiên hư thánh pháp trực tiếp đại thành tu vi trực tiếp lên tới khai linh cửu trọng từ tam trọng đến cửu trọng sáu cái cảnh giới nhỏ quái chẳng lẽ cảm thấy tự thân biến hóa lục thiên túc kinh nghi chẳng lẽ bởi vì ta vừa cảm ngộ như thế xấu phía sau chờ đợi lục thiên túc xuất thủ thả ra huyết uyên của mình đột nhiên thấy được tu vi lục thiên túc tăng vọt trực tiếp bảo tố sáu cái cảnh giới nhỏ một mặt mộng bức nhìn qua lục thiên túc cái này cái này cái này ta nhỏ cái thần a lúc nào đột phá dễ dàng như vậy huyết uyên trực tiếp mộng thấy qua thiên tài cũng đã gặp qua yêu nghiệt biến thái như vậy hắn chưa từng thấy đột nhiên cảm thấy hôm nay nhận cái chủ nhân này là huyết uyên hắn gặp may quá đã kích người đứng trầm tư hai lần đã đột phá hơn nữa trực tiếp liên phá lục trọng, ai? Xem ra đã tiến vào thời đại thịnh thế. Thiên kiêu hoành hành đại thế đã gần kề, hắn vị này tân chủ nhân, chỉ sợ xuất thân cũng không đơn giản. Ở trong đầu thoáng gỡ xuống suy nghĩ, lục thiên túc lấy ra huyền hoàng bút, trong tay thưởng thức một chút, sau đó rót vào linh lực. Huyền hoàng bút nho nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một thanh khổng lồ bút lông, tự như một thanh đại tảo cây chổi, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay bay về phía đầm nước bầu trời mãnh liệt hút vào trong đầm huyền hoàng thủy ông trời ơi đây là bảo vật gì thế mà còn có thể đối phó cái này quái thủy chủ nhân không hổ là chủ nhân ta hoàn toàn phục quyết quyên thấy được lục thiên túc chiêu này chấn kinh đến tột đỉnh đơn giản không thể tưởng tượng nổi cái kia giam cầm hắn ức vạn năm lâu quái thủy thế mà tại chủ nhân một chi nhỏ bút lông phía dưới không dám tướng ngược quái thủy. Lục Thiên Túc sững sờ, khóe miệng co giật, hỗn nguyên thời kỳ chí bảo, bị tên này gọi quái thủy. Hắn rốt cuộc là không biết đây là gì, vẫn là cố ý. Ngươi, không biết nước này là cái gì không? Lục Thiên Túc quay đầu lại, vẻ mặt cổ quái đối với huyết uyên hỏi. Không biết, cái này quái thủy rất lợi hại, vây lại ta 60 tỷ hơn 80 triệu năm, ta khẽ động nó liền hành hạ ta, kinh khủng không được. Huyết Quyên nói xong không tự chủ được trùng mình một cái, hồi tưởng lại cái kia tối tăm không mặt trời thời gian, hắn liền toàn thân đau. Lục Thiên Túc Quả nhiên không biết. Hơn 60 tỷ năm. Tên này xem ra bị hành hạ thảm. Chỉ vì cái gì huyền hoàng thủy, không có đem huyết quyên chìm thực trời mất. Huyết quyên vì sao bị giam cầm, mà không phải trực tiếp bị trấn sát. Một đầu ma lông, có thể sống hơn 60 tỷ năm mà không diệt ở trong đó, lại có bí ẩn gì? Xem ra cần phải dành thời gian hảo hảo hỏi một chút huyết uyên. Nói không chừng, ở trong đó ẩn giấu cái gì kinh thiên chi mê. Lục Thiên Túc và huyết uyên đối thoại thời gian, huyền hoàng bút đã đem huyền hoàng thủy hoàn toàn hút đi. Thấy bị thu nạp không còn đầm sâu, trong lòng huyết uyên rung lập cập. Sau đó ngàn vạn không thể trêu đến chủ nhân không nhanh, chủ nhân thật là đáng sợ. Luyện hồn viêm thần phục thì cũng thôi đi, cái này quái thủy cũng bị chủ nhân dễ dàng làm không có. Thật không dám tưởng tượng, chủ nhân còn có bao nhiêu kinh thiên thủ đoạn. Về tới bản thể của ngươi bên trong, ta mang ngươi đi ra. Lục Thiên Túc nói câu, tự mình thấy huyết nguyên bản thể. Một đầu vô cùng to lớn cự lông, toàn thân màu đỏ sậm, trên đầu sừng rồng màu bạc hơi thiếu. Huyết nguyên về tới bản thể về sau, cự lông con mắt mở ra, mãnh liệt long uy như bom nổ tung, bao trùm đến lục thiên túc nhíu nhíu mày phai nhạc tiếng nói đem khí thế thu lại huyết quyên to lớn lông thể lắc một cái lập tức hóa thành tối sầm lại hồng y bạo thanh niên à người không già a à. lục thiên túc hơi kinh ngạc vốn cho rằng huyết quyên là một lão đầu tử không nghĩ tới chẳng qua là cái vừa trưởng thành không lâu chủ nhân ta bị trấn áp mới hơn một ngàn tuổi chẳng qua tính cả bị vây thời gian tuổi của ta không phải già mà quá già, nhưng thân tâm của ta đều là trẻ tuổi. Quyết quyên đi đến bên người lục thiên túc, một chân quỳ xuống thi lễ một cái. Hắn cảm giác giống giống như nằm mơ, từ mới vừa đến hiện tại, nửa canh giờ cũng không có, hắn giống như giành lấy cuộc sống mới, lại lần nữa cảm nhận được khí tức tự do. Ê! Vừa già lại nhỏ, ngươi hơn 60 tỷ tuổi, thể xác tinh thần lại dừng lại ở hơn 1.000 tuổi, cái kia thật ra thì cũng không tính là già. Lục thiên túc bó tay, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười đáp. Huyết quyên. Vừa già lại nhỏ là cái quỷ gì? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến thân thể huyết quyên còn vẫn như cũ trẻ tuổi? Lâu như vậy đi qua, không có nửa phần già cảm giác. Lục thiên túc tưởng tượng, đã cảm thấy nhức đầu, luôn cảm thấy trong minh minh, bị cái gì quấy nhiễu. Túc chủ ổn định tâm thần, không nên đi nghĩ sâu xa, thiên đạo ý chí cấm khu, tạm thời không thể dò xét thiên đạo. Người nói là, tốt, ta đã biết. Lục thiên túc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới huyết quyên, lại bị thiên đạo ý chí đặc biệt chia làm cấm khu. Ta thu phục huyết quyên, thiên đạo có thể hay không phát hiện ta. Thiên đạo đã phát hiện huyết quyên thoát vây lao ra, không qua đêm chủ yên tâm, trà không được túc chủ trên đầu, tất cả thiên đạo ý chí đã bị bản hệ thống che giấu. Túc chủ cần mau sớm thu hoạch đầy đủ điểm trưởng thành, lấy làm xong tương lai không lâu thay thế thiên đạo chuẩn bị gì thay thế thiên đạo ta con mẹ nó ai hệ thống ngươi có muốn hay không chơi lớn như vậy thiên đạo thế giới nào linh vũ giới thiên đạo linh vũ giới đó là cái gì hệ thống dị vũ đại lục cùng cái khác vô số vị diện đều thuộc về linh vũ giới phạm vi trừ cái đó ra còn có chính nguyên giới chính huyền giới, thập phương giới, vạn nguyên giới rất nhiều thế giới, đại thiên thế giới hội tụ, tục xưng chư thiên vạn giới. Đã hiểu. Đây mới phải hoàn chỉnh thế giới bản đồ. Nói như vậy, vì vũ đại lục, liên đạn hoàng chi địa cũng không bằng. Hôm nay, biết tin tức nhiều lắm, lục thiên túc có chút buồn bực, không nghĩ tới thế giới lớn như vậy. Nếu lớn như vậy, vì sao không nhìn tới nhìn? Quyết định chủ ý, Lục Thiên Túc đem huyết uyên thu vào vô cực thiên, vẫn như cũ ném cho quân hồng đi an bài. Bất cứ lúc nào chỗ nào, không có tình huống đặc biệt, hắn vẫn là thích một người hành động. Có câu nói rất hay, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 không tấn tiên đế nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio lục thiên túc một người đi ở huyết long uyên thăm cốc trong đường nhỏ nhìn bên trái một chút phải ngó ngó bây giờ huyết long uyên nguy hiểm đã xong trừ đại lục thập đại cấm khu đứng đầu danh tiếng khẳng định sẽ rơi xuống trừ trong huyệt động kia âm sát chi khí bên ngoài đã không có uy hiếp khác không bằng đem huyết long uyên này một lần nữa bố trí một phen đem cái này huyết long uyên xem như ngoại vô cực thiên, cái thứ hai trụ sở bí mật. Vô cực thiên không phải tùy tiện một người đều có thể tiến vào, nhưng huyết long uyên có thể hảo hảo bày kế một chút. Hơn nữa nơi này sơn thanh thủy tú, linh lực dư thừa, phong cảnh rất tốt, hắn rất thích địa phương này, chính là cái huyệt động kia có chút xấu. Nghĩ tới chỉ làm. Lục thiên túc trực tiếp bôn tẩu khắp nơi, quan sát, sau đó bày trận, chuyển hóa vừa thông suốt bận rộn rơi xuống, bỏ ra trọng đã một ngày công phu, huyết long uyên mức độ nguy hiểm, lần nữa tăng thêm đến một loại kinh khủng độ cao. Sau đó huyết long uyên này mới tính được là bên trên là chân chính địa ngục. Liên tiếp huyết vân nhai chỗ kia thác nước bên trong, bị lục thiên túc mở ra một thủy liêm động ngày. Tương tự trong tay du ký hoa quả sơn thủy liêm động. Đồng thời mỗi một trận pháp đem phụ phối hợp, người xa lạ tiến vào, nếu có dị tâm, trước tiên liền sẽ bị đại trận giảo sát. Trước kia cái huyệt động kia âm sát chi khí cũng bị lục thiên túc vận dụng, huyền hoàng thủy lần nữa vây quanh đầy thâm cốc bốn phía, thần tiên tới cũng được khóc. Làm xong hết thảy đó, lục thiên túc phủi tay, cao hứng té nằm trên tảng đá lớn dưới thác nước, một mặt vẻ hài lòng. Hắc hắc, sau đó huyết long uyên này, chính là ta làng du lịch. Hệ thống. Đúng, trước kia đột phá, nhìn một chút điểm trưởng thành có hay không tăng lên hệ thống. Mê tiền A. À. Lục thiên túc mê tiền bản chất, hệ thống đã thành thói quen. Mở ra bản hệ thống, lục thiên túc nhìn một chút, cười đến không ngậm miệng được. Vô cực đại lão dưỡng thành hệ thống tôn chỉ. Nuôi dưỡng túc chủ trở thành vô cực đại lão, nghiền ép thế gian hết thảy. Túc chủ. Lục thiên túc tuổi tác. 8 tuổi lẻ 4 tháng thiên phú. Mát cấp tu vi cấp bậc khai linh cửu trọng thể chất, thiên hư đại đạo thể, tiên thiên hỗn độn thể huyết mạch, cực hoang đại ma thần huyết mạch, chư thần chí tôn huyết mạch công pháp, thiên hư thánh pháp quyển thứ nhất, đại thành, hỗn độn kiếm quyết quyển thứ nhất, đại thành, luyện hồn thần quyết, cực cảnh, võ kỹ thần thông, hư không độn, đại viên mãn, ẩn tức thuật, đại viên mãn, ngự kiếm thuật, đại viên mãn, u minh vô tương thuật, đại viên mãn, uy hiếp pháp khí, thiên long kiếm hư không cổ hạm điểm trưởng thành. 10 060 300 điểm bảo khố. Hỗn độn nguyên quả 2, huyền giai cực phẩm liệu thương đang chính, thiên giai hạ phẩm bảo y, nghe thường vũ y quần, địa giai cực phẩm giải độc đang 20, thường quy phần thưởng sinh hoạt vật dụng hàng ngày vô số. Tọa kỵ, khế ước giả, linh sủng. Nguyệt khiếu, bạch lân, xích diễm hổ. Trước mắt mục tiêu nhân vật. Minh Nam Hy mục tiêu tài liệu giới thiệu. Minh Nam Hy Nữ, 16 tuổi Tu Vi Nhập linh cảnh tam trọng, trước người Tu Vi biểu hiện là trúc cơ cảnh nhất trọng. Thân phận Thượng cổ Minh Gia Đích Mạch Con Thứ Tam Tiểu Thư, đến từ địa cầu người xuyên Việt, lính đánh thuê vương. Bàn tay vàng Thần đồ không gian, thần cấp không gian pháp khí, thiên hoàng thần thể người sở hữu, cửu phẩm thiên phú tu luyện, không hiểu toàn thư kịch bản. Thiên mệnh đáng giá, 10 vạn điểm, cao nhất thiên mệnh đáng giá. đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu Trần đột phá phần thưởng 60 vạn, không sai không sai. hơn một tỷ điểm trưởng thành, ha ha ha. hệ thống, giúp ta mở ra thương thành. Lục Thiên Túc rất hưng phấn, vui cười lên tiếng. Đinh, khấu trừ một triệu điểm trưởng thành, thành công mở ra hệ thống thương thành còn lại điểm trưởng thành. 9.996-11.300 điểm. Rốt cuộc mở ra. Lục thiên túc thuần thục ấn mở hệ thống thương thành, cẩn thận xem lấy trong thương thành hàng hóa. Công pháp, võ kỹ, đan dược, các loại tài nguyên, cái gì cần có đều có. Lục thiên túc nhìn hoa mắt. Trên địa cầu vật dụng hàng ngày đều có. Khóe miệng hơi co quắp, lục thiên túc dở khóc dở cười hệ thống đây là sợ hắn chết đói đầu đường, liền bánh mì sữa tươi, cơm đĩa gì đều bán. Một thùng mì tôm ngươi muốn 100 điểm trưởng thành. Thế nào không đi cướp? T. Hoàng giai hạ phẩm công pháp, 10.000 điểm trưởng thành. Tiếp tục quét mắt thương phẩm khác giá tiền, nhìn về sau lục thiên túc chỉ cảm thấy mình sọ đầu đau. Quá mẹ nó hố. Thần cấp và tiên cấp hàng hóa, trực tiếp lên khóa, không có quyền tra xét hắn bây giờ còn có 900 triệu nhiều điểm trưởng thành, liền đế cấp đồ vật cũng mua không nổi. Không nhìn không nhìn, nhìn tổn thương cảm tình. Hệ thống Đóng lại hệ thống giao diện, lục thiên túc chấp hai tay sau ó, yên lặng phân tích lập tức cục diện. Minh Nam Hy đi Trung Châu Minh Gia và Trường Thanh Thánh Địa khẳng định xong, nếu huyết pháp trưởng lão tới đây, nói rõ thiên dụ hoàng triều bên kia đã nhận được tin tức. Vậy hiện tại, ta đi nơi nào tốt đây? Trực tiếp đi Trung Châu. Vẫn là đi ra theo huyết pháp trưởng lão bọn họ hội hợp. Lục Thiên Túc một bên thì thào nhỏ nhẹ, một bên âm thầm suy tư. Đinh. Kiểm tra đến linh vũ giới thiên mệnh chi tử. Minh Phong. Tọa độ. Hạo quan đại lục. Mục tiêu nhân vật tài liệu. Minh Phong, nam, 18 tuổi. Tu Vi. Nhập linh thập trọng. Thân phận Trên dị vũ đại lục cổ minh gia chi thứ đại thiếu gia, linh vũ giới thập đại tiên đế một trong, thiên tấn tiên đế trùng sinh. Bàn tay vàng Tiên đế, mang theo tù tiên tháp trùng sinh, 11 phẩm thiên phú, hoang cổ thánh thể người sở hữu. Thiên mệnh đáng giá 10 vạn điểm, trưởng thành kỳ, mẹ kiếp Thiên mệnh chi tử Tiên đế trùng sinh Hắn 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 và mình Nam Hy sẽ không phải là một đôi a à. lục thiên túc vừa trầm tĩnh lại tâm tình lại bị nói tới ai lao lực mệnh minh nam hy có hạn chế nàng chẳng qua là minh hy nữ đế quyển sách này nhân vật chính minh phong không phải thuộc về trong kịch bản nhân vật hắn sẽ nhảy ra linh vũ giới đi hướng thập phương đại thế giới rất nhiều thế giới minh nam hy cao nhất thiên mệnh đáng giá 10 vạn nói chính là ở minh hy nữ đế trong quyển sách này mà minh phong bắt đầu lập tức có 10 vạn thiên mệnh giá trị cả hai không có ở đây một cái cấp độ. Lục Thiên Túc Minh Nam Hy cũng đã đủ phiền toái, lại đi ra cái Minh Phong, còn ở Hạo Quang Đại Lục. Gợi ý, mời Túc chủ mau sớm đi đến Hạo Quang Đại Lục, công lực mục tiêu Minh Phong. Nếu không bỏ mặt nó trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Lục Thiên Túc Chờ ta giết Minh Nam Hy lại đi Hạo Quang Đại Lục. Lục Thiên Túc lắc đầu, một mã thì một mã, hắn cũng không muốn bỏ mặt Minh Nam Hy trưởng thành. Không phải e ngại Minh Nam Hy trả thù, mà lục thiên túc hắn người này, tính tình cứ như vậy, có thù tại chỗ báo, không thích lưu lại cuối cùng trở lại nhai. Túc chủ, hiện tại đánh chết Minh Nam Hy, có khả năng rất lớn thất bại. Được được, ngươi ngậm miệng đi ngươi, không thử một chút làm sao biết ta sẽ thất bại. Lục thiên túc không kiên nhẫn được nữa khoát khoát tay, ngồi dậy, bay vút trời đi hắn muốn đi trung châu chuyện gì đều muốn đến nơi đến chốn minh nam hy không chết hắn liền khó chịu trước hết khiến minh phong lại tiêu sái một đoạn thời gian lại như thế nào hệ thống được 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 ngươi là túc chủ ngươi nói gì đều đúng hệ thống đột nhiên cảm thấy địa vị của nó đơn giản quá treo túc chủ giới này ưu tú nhất cũng khó khăn nhất mang theo chẳng qua hắn không tin cảm thấy túc chủ giới này vận khí bạo rạp Lục Thiên Túc vận khí, là nó bất ngờ. Trước kia Lục Thiên Túc mây trôi nước chảy nhảy xuống huyết Long Nguyên, nó còn kẹt một chút. Cảm thấy Lục Thiên Túc lá gan đặc biệt lớn. Không nghĩ tới sau khi xuống tới không những không có nguy hiểm, còn thu hoạch một đầu thái cổ ma Long, Túc chủ giới này, thật nhìn không thấu, nói hắn là người tốt đi, hổng đi lên muốn hệ thống mạng loại đó, nói hắn là người xấu đi, tâm tư lại trong suốt đến cực điểm. Có lẽ Túc chủ giới này, thật không thể cùng trước kia những kia túc chủ tương đề tịnh luận, bởi vì nó có thể nhìn thấu dĩ vãng mỗi một giới túc chủ. Chỉ có đối với túc chủ giới này, nó biểu thị ra. Hố A. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm sẽ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Một năm sau Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vô cực thiên. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Lục thiên tuyết một mặt cảnh giác nhìn chầm chầm quân hồng, mặc dù hoàn cảnh nơi này là nàng bình sinh thấy qua nhất tiên đẹp nhất địa phương, trước mắt thiếu niên mặc áo đen này, đối với nàng hình như cũng không có địch ý. Nhưng nàng vẫn còn có chút khẩn trương, nàng vừa tỉnh dậy chính là chỗ này, cửu đệ cũng không thấy, chỉ có khế ước của mình thú lục vũ ở bên lục vũ cũng là một mặt mộng bức hắn biết đến là cửu điện hạ đem hắn ném vào tới chủ tử bị cửu điện hạ đánh ngất xỉu không biết là cửu điện hạ đem nàng làm tiếng đến nhưng hắn biết đến a à. lục vũ vẽ mặt cổ quái mấy lần đều suy nghĩ nói rõ với lục thiên tuyết thật tình song thấy được đứng trước mặt thiếu niên mặc áo đen hắn chép miệng không dám lên tiếng quân hồng Ông nhã cười một tiếng không thèm để ý chút nào lục thiên tuyết thái độ đối với chính mình chẳng qua là bình bình đạm đạm giải thích. Nơi này là vô cực thiên, ta gọi quân hồng là để để ngươi lục thiên túc thập tam sư huynh về phần cái khác phía sau ngươi liền sẽ biết. Đi thôi. Quân hồng nói xong, hơi nghiêng người đi, bay về phía vô cực tiên cung. Lục thiên tuyết do dự một chút, phi thân đi theo. Lục vũ đáy mắt tràn đầy thần sắc, vội vàng đi theo. Trong lòng thầm thở dài, quân hồng này khí thế thật là mạnh. Coi như ở thượng của lục gia lão tổ trên người hắn cũng bị mất cảm thấy mạnh mẽ như thế uy thế nói rõ thiếu niên mặc áo đen này tu vi ở lục gia lão tổ phía trên kinh khủng như vậy hắn mới bao nhiêu lớn vô cực thiên lại là cái dạng gì cửu điện hạ lại là đệ tử của vô cực thiên trong lòng lục vũ nghĩ tới lục thiên tuyết cũng giống như thế thấy bóng lưng quân hồng trong lòng lục thiên tuyết ngủ vị tạp trần tiểu cửu ẩn giấu đi thật sâu a à? chẳng qua tiểu gia hỏa này, thật lợi hại. Vô cực thiên này, chỉ sợ không thua gì tiên giới trong truyền thuyết, thánh địa tu hành như vậy, tiểu cửu thế mà bái nhập. Phụ hoàng một mực nói tiểu cửu ham chơi, nếu phụ hoàng biết đến cửu đệ có như thế cường đại sư môn, nhất định sẽ ngoát mồm kinh ngạc đi. Trong lòng lục thiên tuyết thầm nghĩ, khóe miệng lơ đáng khơi gợi lên. Quân hồng mang theo lục thiên tuyết và lục vũ, bay đến nhất trọng thiên của hạ tiên cung đang đuổi kịp vô cực tiên cung mỗi năm một lần ngoại môn thịnh hội. Rất nhiều đại lão ổn thỏa cao vị, mười vạn tiên đồ hội tụ sân thượng, tràn diện mười phần hùng vĩ. Đây là đang làm cái gì, thật náo nhiệt. Lục Thiên Tuyết thấy đây, cảm thấy khiếp sợ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế thịnh đại trang diện. Nhìn qua, so với Tam quân biết võ còn muốn náo nhiệt. Đây là vô cực tiên cung ngoại môn thịnh hội, ngoại môn đệ tử thứ hạng so tài. Quân hồng thanh âm nhàn nhạt vang lên, lục thiên tuyết và lục vũ thẳng tắp nhìn chầm chầm sân thượng thịnh cảnh, càng xem càng kinh hãi. Bên ngoài, ngoại môn. Thế nhưng là bọn họ mỗi một ít nhất đều tu vi linh hải cảnh đi, thế mà mới là ngoại môn đệ tử. Lục thiên tuyết bị hù dọa, quá kinh khủng, vô cực thiên rốt cuộc là một tồn tại ra sao. Lục vũ trực tiếp sửng sốt ngay tại chỗ, mấy lần lên tiếng muốn nói, lại nói không ra một câu. Thấy qua thập tam thánh tử. Thấy qua mười ba. Thấy qua thập tam thánh tử. Trên quảng trường tất cả mọi người, thấy được quân hồng bay đến, rối rít quỳ xuống đất hành lễ. Ngay cả trên đài cao những kia đại lão, cũng là cung kính đến cực điểm cúi đầu thăm viếng. Thánh tử. Hắn là thánh tử, thiếu niên mặc áo đen này, lại là vô cực thiên thánh tử. Trong lòng lục thiên tuyết và lục vũ kinh hải không dứt, không nghĩ tới thân phân địa vị của quân hồng cao như thế thế nhưng là tôn quý như thế hắn lại hạ mình tới đón đãi nàng bởi vì tiểu cửu tiểu cửu và hắn thập tam sư huynh quan hệ phải là thật tốt đi nếu không vì sao lại có lớn như thế bản lãnh để người ta thánh tử tự mình tiếp đãi nàng miễn lễ vị này là thiếu quân điện hạ tỷ tỷ sau này một đoạn thời gian sẽ ở tạm vô cực tiên cung làm phiền các vị tăng thêm chiếu ứng bản thánh tử còn có chuyện quan trọng, các ngươi tiếp tục. Quân hồng nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua lục thiên tuyết, lật tay lấy ra một quyển vô cực sách, đưa cho nàng, sau đó bay trở về thượng tiên cung. Lục thiên tuyết và lục vũ đến nay mặc nhiên nằm ở ngốc trệ bên trong. Một nạp nhận lấy quân hồng đưa qua sổ về sau, lục thiên tuyết và lục vũ vẫn còn có chút kinh ngạc, trong đầu như cũ vang vọng vừa lời của quân hồng. Vị này là thiếu quân điện hạ tỷ tỷ thiếu quân điện hạ tỷ tỷ ta ta sao tiểu cửu là thiếu quân điện hạ thiếu quân điện hạ lại là thân phận gì trong lòng lục thiên tuyết đã rung động lại kinh nghi ông tràn đầy nghi ngờ cùng mong đợi lục thiên tuyết lật ra vô cực sách một năm sau trung châu vì năng lực thực chiến vì tốt hơn ma luyện mình lục thiên túc không có lựa chọn cửi hư không cổ hàm mà lấy lực lượng cá nhân vượt qua sơn thủy đến Ước chừng thời gian một năm, Lục Thiên Túc mới từ Nam Hoang chạy tới Trung Châu. Mặc dù về thời gian làm trễ nải một năm, nhưng kỳ thật thu hoạch tương đối khá. Lục Thiên Túc đi ở trong núi trên đường nhỏ, tâm tình nhìn qua rất tốt. Huyết sáo, cầm trong tay một cây nhánh cây, một bên lanh lợi đi tới, một bên gõ lấy ven đường hoa dại. Vô cực đại lão dưỡng thành hệ thống tôn chỉ. Nuôi dưỡng túc chủ trở thành vô cực đại lão, nghiền ép thế gian hết thảy. Túc chủ. Lục thiên túc tuổi tác. 9 tuổi lẻ 4 tháng thiên phú. Mát cấp tu vi cấp bậc. Linh hải cảnh thập trọng thể chất. Thiên hư đại đạo thể, tiên thiên hỗn độn thể huyết mạch. Cực hoang đại ma thần huyết mạch, chư thần chí tôn huyết mạch công pháp. Thiên hư thánh pháp quyển thứ nhất, cực cảnh, hỗn độn kiếm quyết quyển thứ nhất, cực cảnh, thiên huyễn bí thuật, cực cảnh, luyện hồn thần quyết, cực cảnh. Võ kỹ thần thông hư không động, đại viên mãn, ẩn tức thuật, đại viên mãn, ngự kiếm thuật, đại viên mãn, u minh vô tương thuật, đại viên mãn, uy hiếp. Pháp khí Thiên Long Kiếm, hư không cổ hạm Điểm trưởng thành 6.000 vạn điểm Bảo khố Hỗn độn nguyên quả một, thường quy phần thưởng sinh hoạt vật dụng hàng ngày vô số Tòa kỵ, khế ước giả, linh sủng Nguyệt khiếu, bạch lân trước mắt mục tiêu nhân vật. Minh Nam Hy, Minh Phong. Mục tiêu tài liệu giới thiệu. Minh Nam Hy. Nữ, 17 tuổi. Tu Vi. Linh Hải Cảnh Tam Trọng. Thân phận. Thượng cổ Minh Gia Đích Mạch Con Thứ Tam Tiểu Thư, đến từ địa cầu người xuyên Việt, lính đánh thuê vương. Bàn tay vàng. Thần đồ không gian, thần cấp không gian pháp khí, thiên hoàng thần thể người sở hữu cửu phẩm thiên phú tu luyện, thông hiểu toàn thư kịch bản. Thiên mệnh đáng giá. 10 vạn điểm, cao nhất thiên mệnh đáng giá. Minh Phong. Nam, 19 tuổi. Tu Vi. Đang huyền cảnh ngũ trọng. Thân phận. Trên dị vũ đại lục cổ Minh Gia chi thứ đại thiếu gia, linh vũ giới thập đại tiên đế một trong, thiên tấn tiên đế trùng sinh. Bàn tay vàng. Tiên đế, mang theo tù tiên tháp trùng sinh, 11 phẩm thiên phú, hoang cổ thánh thể người sở hữu. Thiên mệnh đáng giá. 10 vạn điểm, trưởng thành kỳ, đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu trần, mạnh như vậy. Minh Nam Hy đều linh hải cảnh. Mẹ kiếp. Minh Phong đang huyền cảnh ngũ trọng. Lục Thiên Túc đã thật lâu không phải tra xét giao diện thuộc tính, cái này vừa mở ra, thấy được hai người tài liệu tin tức, sắc mặt trong nháy mắt đen mẹ nó muốn hay không như thế xấu. hắn tốt xấu có hệ thống hiệp trợ, tu vi tiến dai nhanh không gì đáng trách. nhưng hai gia hỏa này coi như là có bàn tay vàng cũng không trở thành khủng bố như vậy a. À. nhất là Minh Phong, một năm trước vẫn chỉ là nhập linh thập trọng, một năm trôi qua đi đã đột phá đang huyền cảnh. còn mẹ nó ngủ trọng, muốn hay không khủng bố như vậy. túc chủ, Minh Phong thu được cổ dược tông truyền thừa cho nên đột phá nhanh hơn một chút thiên mệnh chi tử quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi tử ai vận khí này đơn giản tuyệt lục thiên túc nghe xong trong lòng bó tay chẳng lẽ đây chính là vô địch khí vận ra cửa đi ngang qua quán ven đường đều có thể nhặt được bảo thiên mệnh chi tử ba ngày một ít truyền thừa nửa tháng một đại truyền thừa ai trừ quen thuộc bị đã kích còn có thể thế nào hắn làm sao lại không có vận khí tốt này Hệ thống Ngươi làm ta mù, lớn như vậy một đầu thái cổ ma long trong không gian nuôi, chẳng lẽ lại giả không thành? Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, goblin, minotao, người cá, người lùn hobbit, người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như suốt cu đều có. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả chương 30 Làm tu ngữ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hệ thống, nếu như ta giết Minh Nam Hy, có phải hay không Minh Hy nữ đế đoạn này coi như bỏ qua? Là túc chủ Ok Khiến nàng sống lâu thời gian một năm, tính toán lợi cho nàng, tiếp xuống hết thảy đều nên làm cái chấm dứt Ấn bình thường kịch bản ra sân xuất đi, Minh Nam Hy ra sân vẫn chưa tới 10 tập, muốn nhận cơm hộp. Hệ thống ta cho rằng cần 100 năm, không nghĩ tới túc chủ chỉ cấp mục tiêu sống một năm. Túc chủ giới này có chút mạnh a. À. Lục thiên túc cũng mặc kệ hệ thống là thế nào định nghĩa minh nam hy, dù sao nói 100 năm, một năm kia cũng ở trong 100 năm. Hắn muốn giết minh nam hy, không chỉ có riêng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, thể chất của ta và huyết mạch, phải tới lúc nào tài năng kích hoạt lên. Lục thiên túc đột nhiên nhớ tới, Hắn còn có Thiên Hư Đại Đạo Thể không có kích hoạt lên, Cực Hoang Đại Ma Thần huyết mạch, Chư Thần Chí Tôn huyết mạch lực lượng cũng không có động tĩnh. Trừ Thái Sơ Tổ Hoàng thể, cái khác còn có rất nhiều ẩn giấu đi lực lượng, không cách nào kích phát ra tới. Không biết hoàn toàn kích hoạt lên về sau, thực lực của mình sẽ tới đạt một bước nào. Đang huyền cảnh có thể bước đầu đã thức tỉnh Thiên Hư Đại Đạo Thể, Cực Hoang Đại Ma Thần huyết mạch và Chư Thần Chí Tôn huyết mạch lực lượng cần đến tiên vương cảnh mới có thể kích hoạt lên. Tốt à! Lục Thiên Túc biểu môi, bất đắc dĩ nỉ non nói. Thời gian một năm, dùng hết không ít điểm trưởng thành, còn có sáu ngàn vạn, có thể mua cái gì? Tính toán giữ lại rút thưởng tốt. Trong lòng hoạch định một chút đại khái hành trình phương hướng, Lục Thiên Túc thi triển thiên huyễn bí thuật, đem tự thân huyễn hóa thành một vị 13 tuổi khoảng thiếu niên bình thường. Hướng phía Lam Gia Phương hướng đi thường thường không có gì là tướng mạo căn bản không cách nào đưa tới người chú ý thuộc về loại đó nhét vào trong đám người rất khó nhận ra người bình thường một năm trước minh nam hy và diệp hành phong đào thoát trên đường bị huyết pháp trưởng lão quấy nhiễu truyền tống phù lực lượng đưa đến ngoài ý muốn nổi lên hai người cùng nhau đã rơi vào thượng cổ lam gia trong bí cảnh một năm này thời gian bên trong hắn đã từng nhiều lần nghe được trên đại lục nghe đồn nghe đồn lam gia thiếu chủ lam tu ngự từ nhà mình trong bí cảnh mang về một vị mỹ nhân tuyệt thế sinh lòng ái mộ không để ý gia tộc mọi người phản đối khăng khăng muốn cưới mỹ nhân làm vợ vị mỹ nhân tuyệt thế này cũng là minh nam hy về phần đồng hành diệp hành phong mặc dù là một giới hộ vệ thân phận nhưng bởi vì lam tu ngự ghen ghét hắn có thể thời khắc đi theo bên người minh nam hy thế là sử dụng thủ đoạn đem diệp hành phong phái rời lam gia diệp hành phong đánh không lại lam tu ngự lại có minh nam hy thuyết phục chỉ có thể vạn phần không cam lòng trở về nam hoang sau khi về đến nam hoang phát hiện trường thanh thánh địa và minh gia dòng chính toàn bộ bị diệt sát hầu như không còn diệp hành phong bi thống không dứt cũng hối hận vạn phần rốt cuộc ý thức được lúc trước mình đến cỡ nào ngu xuẩn minh nam hy vì tư lợi của mình có thể không để ý gia tộc an nguy có thể sử dụng mỹ nhân kế mê hoặc lam tu ngự có thể vì tiếp tục lưu lại Lam Gia mà dứt khoát kiên quyết khuyên hắn rời khỏi. Minh Nam Hy vì chính nàng, có thể từ bỏ hết thảy. Nàng muốn báo thù lục thiên túc, nhưng lại không dám quan minh chính đại, theo thiên dụ hoàng triều đối nghịch. Một bên cầm chặt Lam Tu Ngự không thả, một bên lại lấy lòng ngày kiếm thánh thánh tử. Diệp Hành Phong cũng không biết tại sao trước kia thanh lãnh ngạo nghệ nữ thần sẽ trở nên như vậy xa lạ cho đến thấy được gia tộc hủy hết một khắc này, mới thật sâu tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc truyền thừa vạn năm trường thanh thánh địa, đã không tồn tại nữa, vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, biến thành cho bụi, dịp hành phong ở tuyệt vọng cùng hối hận bên trong, lưu lạc thiên nhai, bây giờ đi nơi nào, không người biết được. Hiện tại dị vũ đại lục, nhìn như bình tĩnh, thật ra thì đã loạn thành nhất đoàn. Đại lục bốn phía giai truyền, minh gia đích mạch thứ nữ minh nam hy, bắt đông châu thiên dụ hoàng triều tiểu hoàng tử uy hiếp lục thiên tuyết chịu chết sau đó chẳng biết tại sao mưu kế không thành bị bị thương lục thiên tuyết tung tích không rõ tiểu hoàng tử lục thiên túc cũng không biết vì sao nhảy lên nhảy xuống huyết long uyên hơn phân nửa đã không có thiên dụ hoàng triều quân thượng lục thần liệt sau khi biết tin thịnh nộ không dứt tự mình đi đến nam hoang xuất thủ hủy diệt cả trường thanh thánh địa cùng minh gia dòng chính một mạch về phần Minh Gia Chi Thứ, bởi vì Minh Phong nguyên nhân, có thể bảo toàn. Minh Nam Hy Lưu lại Lam Gia, đưa đến Đông Châu Thiên Dụ Hoàng Triều, Lục Gia, Thiên Gia, đều cùng Lam Gia đối địch. Bây giờ Lam Gia, bởi vì Lam Tu Ngự chết bảo đảm Minh Nam Hy, khiến cho bể đầu sức tráng. Thiên Dụ Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Lục Thiên Vũ, càng là giống phong mà, không ngừng nghĩ đang đuổi giết Minh Nam Hy. Minh Nam Hy hiện nay tình hình, dùng thả mắt để hình dung cũng không phải là quá đáng. Thế nhưng là ngày này qua ngày khác nhiều như vậy tuyệt cảnh, nàng đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Bây giờ năm gần 17 tuổi, cũng đã đột phá linh hải tam trọng. Trở thành trên đại lục trẻ tuổi nhất cường giả linh hải cảnh. Vì thế, nhiều nhà tông môn thánh địa đợi siêu nhiên đại thế lực, đều quyết định bảo vệ Minh Nam Hy, cùng thiên dụ hoàng triều đứng ở mặt đối lập. Minh Nam Hy, một vị có thể xưng thiên cổ truyền kỳ tuyệt thế ngày kiều. 17 tuổi linh hải cảnh, trừ đối địch người, người nào không coi trọng. Minh Nam Hy, ngươi cho rằng ngươi bị đại lục nhiều mặt thế lực coi trọng, là có thể theo thiên dụ hoàng triều chúng ta vật tay. Thả ngươi trưởng thành, đơn giản là muốn xem ngươi do chỗ cao ngã xuống dáng vẻ mà thôi. Lục thiên túc lẩm bẩm mà nói, hắn lần này cũng không có dự định lại để cho Minh Nam Hy tiếp tục nhảy đác. Minh Hy nữ đế, một quyển nữ hiệp tiểu thuyết, hắn không nghĩ lãng phí thời gian ở công lược nữ hiệp nhân vật chính phía trên, giải quyết hết Minh Nam Hi sau đó, còn muốn đi hướng hạo quan đại lục. Minh Phong, mới tính được là bên trên là hắn mạnh có lực đối thủ. Lam gia, đại sảnh. Kín người hết chỗ, đứng đứng, ngồi đang ngồi, giữa đại sảnh quỳ một vị thiếu niên mặc áo lam, đại khái 17-18 tuổi khoảng. Tu ngự, ngươi nhất định phải bảo đảm nàng ngươi có thể biết nàng chính là cái họa hại gia chủ lam mẫn thiên khuôn mặt dữ tợn thấy quỳ trên mặt đất lam tu ngự con trai mình thương yêu nhất lại vì một nữ nhân hoàn toàn không cần thiết lam gia cảnh ngộ ba ngày trước càng đem lam gia trấn tộc chi bảo lam linh thánh thạch trọng đi ra giao cho cái này tiện nữ nhân mặc dù minh nam hy thiên phú kỳ tuyệt bị rất nhiều đại thế lực lão tổ coi trọng nhưng hắn trong lòng chán ghét cái này câu dẫn mình con trai nữ nhân nếu không phải mình gia tộc lão tổ cũng ra sức bảo vệ nàng hắn sớm một bàn tay chụp chết nàng sao có thể khiến nàng sống đến bây giờ hiện tại trấn tộc chi bảo đã rơi vào tay nàng lão tổ cũng đối với nàng sinh ra hiềm khích đúng là xử trí nàng cơ hội tốt đáng tiếc cái này mắt không mở con trai thế mà còn là gắt gao che chở hắn ai chẳng lẽ muốn hắn liền con của mình cũng cùng nhau xử trí lam mẫn thiên châu mày trong lòng phiền não không dứt lam tu ngự quỳ trên mặt đất đối mặt phụ thân chất vấn không nói tiếng nào chẳng qua là một mặt lo lắng nhìn phía bị khóa linh dây thường trói chặt lấy minh nam hy nghịch tử a lam mẫn thiên thấy được lam tu ngự đến loại thời điểm này còn một bộ thâm tình không dứt dáng vẻ đau lòng nhức ốc nói chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra nữ nhân này đang lợi dụng hắn thằng ngu này minh nam hy mặc dù bị khóa linh dây thường chỗ trói lại nhưng vẫn như của một mặt lãnh đạm, trầm tĩnh. Phản phất sắp bị chế tài người, không phải nàng. Đứng bên cạnh, đang ngồi, các hệ tộc lão thân tộc, ánh mắt nhìn về phía Lam Tu Ngự, tràn đầy thất vọng. Trước kia Lam gia bọn họ thiếu chủ, Mỹ danh thiên hạ, được xưng là thiên hạ tứ công tử một trong. Thiên phú siêu nhiên, tại hoa vô sông. Ngọc thụ lâm phong, thiếu niên nhanh nhẹn, ôn tồn lễ độ công tử chi phong, thế gian nghe tiếng không nghĩ tới đưa tại một yêu mị hóa sắc trong tay. Cho dù Minh Nam Hy Thiên Phú lại yêu nghiệt, thế nhưng là ngay từ đầu ấn tượng, khiến bọn họ không thích. Nhất là bởi vì nữ nhân này, khiến Lam Gia bọn họ hai mặt thù địch, trước có thiên dụ Hoàng Triều và ngạn lục hai nhà như hổ rình mồi, sau có vết đỏ cả mắt lục thiên vũ. Lam Gia tổn thất nặng nề, thiên kiêu con cháu một cái tiếp một cái bị ám sát, đều đến từ lục thiên vũ trả thu. Ngày này qua ngày khác nhà mình thiếu chủ, trầm mê sắc đẹp. Nếu hôm nay không đem Minh Nam Hy giao cho Lục Thiên Vũ, làm già cách hủy diệt không xa. Thiếu chủ A, à, ngài làm như thế, không đáng giá A. À. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan trọng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như eo, ốc, trôn, gobin, minotao, người cá, người lùng hobbit người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như xuất bút đều có tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả